Lên tiếng kìa. Alo. Hello mọi người. Chào buổi chiều. Trời ơi, nhớ mọi người quá. Hello mọi người. Ayo WhatsApp. Hello. Hello. Hello cả nhà yêu. Hello Vi nha, hello Su. Hello Phú nha, hello Ngọc Phúc, hello Vương Trần, hello cô giáo Lan nha, hello mọi người, ayo what's up, Nia, hello Quyên nha, hello mọi người, tôi đã quay trở lại đây. Thực ra là tôi vẫn đang ăn nên là tôi cũng hello mọi người, hello HP nha, hello Kim Chi Trịnh nha, cháu cũng nhớ chú, chú nhớ mọi người lắm hích. Từ lúc mới sờ chim đến giờ, từ lúc bắt đầu đeo bút đến giờ, chắc là đây là lần đầu tiên tôi nghỉ lâu như thế. Nghỉ để chạy deadline mà mọi người. Tôi vừa mới vẽ xong một cái khác cho client. Thế là tôi giờ tôi mới đang ăn ấy. Giờ tôi mới đang ăn. Lâu rồi không nghe giọng chú nhớ quá à. Nghe tạm cái video coi. Uầy, để tôi kể cho các mọi người nghe câu chuyện. Uầy, tôi lúc mà tôi stream như thế này ấy thì tôi thấy bình thường. Đấy, tôi thấy là giọng tôi nó bình thường, tôi vẫn nói chuyện một cách bình thường. Ấy, nhưng mà cái lúc mà tôi thu giọng ấy mọi người, cái lúc mà tôi thu ấy, tôi kiểu bị rén hay là bị hồi hộp như nào, cái giọng tôi nghe lạ vậy đấy. Ôi tôi không muốn nghe lại cái video clip đấy một tí nào cả. Nhưng mà mọi người đã xem chưa, mọi người đã xem hết video clip mới của tôi chưa ạ? Để tôi hỏi các bạn xem nào. Hello Kami nha, hello Oi, hello Dot nha, hello Aquarius, hello Hải, hello Huyền nha.
kiểu bị rén. Ừ đúng rồi, kiểu kiểu khi mà tôi thu kiểu cái giọng tôi nó bị rén ấy mọi người, tôi không được nói, tôi không nói chuyện một cách thoải mái được ấy. Tôi nói bằng tôi đoán là lúc đấy tôi đã nói bằng bản năng bản năng chữ lữ của tôi. Thực ra bây giờ nếu như bảo tôi nói cái giọng đấy chắc là tôi cũng nói được. Nhưng mà cái giọng đấy là chỉ khi nào mà tôi cảm thấy không tự nhiên và tôi không tự tin nhất thì tôi mới nói như thế thôi mọi người. Cháu vừa xem xong á. Nice. Nghe cute à? Ơ tuyệt vời. Thích. Tôi cứ sợ là nó sẽ nghe kiểu bị chi gật các thứ cơ. Tại vì tôi không được tự tin lắm khi mà tôi thu cái vít đấy. Kiểu kiểu lâu rồi tôi không thu ấy, xong rồi bây giờ tôi thu tôi bị kiểu bị rén ấy, bị rén ấy. Tôi vẫn còn mấy cái như là kiểu Sky Daily này, xong một cái series riêng này tôi vẫn đang làm. Ôi nhiều cái phải làm ghê. Chú Trần nhận ra cháu muốn nghe cái giọng rèn rèn đó nhưng muốn thì phải xoa đầu. Ờ à, đấy hợp lý. Ê, xoa đầu đi các bạn. Xoa đầu đi. Ơ khoan đã, sao cái player duo nó lại không hiện lên ở đây nhỉ? Ảo thế à? À ok. Tôi vừa test thử thôi mọi người, tôi vừa test thử tí. Tôi test thử tí xem nó có lên không. Lên. Xem chú nhiều quá, giờ cháu suốt ngày cờ rính gì với chị cứ thế. Hello Huy nha. Khi chú nói, âm thanh từ giọng chú truyền qua xương nên giọng chú thoát ra ngoài. Khi thu nó sẽ trầm hơn khi thu nói. Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu, cảm ơn ỏi nha. Cảm ơn Oli nha. Hey. Khi chú sẽ cai y like quá nhiều và khi thu âm kiểu... Ờ kiểu khi thu âm tôi cứ kiểu không được tự nhiên lắm với mọi người. Tôi cảm giác như lúc đấy tôi như là một gọi là thiếu nữ đang ngồi thu âm ấy, nghe nó lạ lắm. Nghe nó lạ tệ lắm. Hôm nay trốn học nhưng nhận ra hôm nay được nghỉ. Ôi giời. Tôi vẫn đang ăn mọi người ạ. Tôi bị dạo này tôi bị ăn chậm quá. Xong rồi tại vì chạy deadline nên là tôi cứ kiểu tôi quên ăn ấy. Xong rồi bao giờ có một người nào đấy nhắn tin cho tôi để hỏi chuyện, xong rồi hỏi tôi là thế ăn chưa, thì lúc đấy tôi mới sực nhớ ra là à ừ đúng rồi, hình như mình chưa ăn thì phải. Thế là bây giờ tôi mới đang ăn. Hôm qua mới tiêm vaccine nhất không mà không hành bệnh. Tiêm vaccine xong sẽ mệt mà, giữ sức khỏe nha. Hello Chem nha. Gọi chú nhiều quá giờ gọi chị được không? Thôi gọi chú đi cho nó tình cảm, tôi cũng quen xưng là chú rồi. Đầu tháng 12 cháu pay up sáng nay chú ạ. Ôi trời ơi. Share link gì đồi trụy đúng không? Tôi biết mà, đi 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 nên là các cháu lại đang share link các thứ đúng không? Cẩn thận vào. Khiếp nờ xong cái là thấy đúng kiểu uầy, quá nhiều. Hello Mạnh Lê nha. Uầy vừa vào thấy được chào cậu cả đấy, cảm thấy vui vẻ hẳn. Thế một ngày tuyệt vời. Sao nghe giống con gái đấy, trước trai như thiếu nữ. Ôi rồi bạn Huy Dinh ơi, mình vô tính mà, nói chung là nhạc nào mình cũng nhảy nha. Nói thế cho nó nhanh, cho nó vuông à. Chú tiêm xong có thấy đau không? À mình có nha, mình tiêm xong. Mình có kể cái hôm mà mình tiêm ấy, mình tiêm mũi 1 thì mình quá là tã rồi nên mình sẽ tạm bỏ qua nha. Nhưng mà mình tiêm mũi 2 thì còn phải gọi là vãi trưởng của tã. Ôi hôm đấy mình như một con chó rách luôn. Mình kiểu mình đi tiêm buổi trưa mà mọi người. Xong rồi khi mà mình về nhà ấy, kiểu mình kiểu lặt ra trên giường ấy, xong rồi mình kiểu chết trên giường khoảng gọi là vài tiếng sau. Mình còn kiểu bị sốt này, xong rồi bị đau họng các thứ. Ôi nói chung là mệt lắm à.
này gọi chị nhé. Không thích ấy. Sao tự dưng lại không thích ấy? Làm sao à? Gọi chú e. Không thì gọi cậu cả nha mọi người. Lúc bạn cháu định donate cho chú bảo mặc đồ hầu gái kìa, chú đừng bị đồng tiền tao. Mọi người đoán xem là bây giờ donate tôi có mặc đồ hầu gái không? Thì gục ngã trước cửa tiên đường. Đi là gì dạy chú? À có gì đâu. Không có gì nha, kênh trong sáng dễ thương không có gì hết. Nhưng mà cháu có thể search Google nhá. Ồ, hello Hikaru nha. Hello, hello. Chưa bắt đầu vẽ tại vì mình đang ăn. Mình đang ăn chưa xong. Mình bị một cái là mình ăn rất là chậm luôn ấy, mình cũng chả hiểu sao nữa. Từ hồi còn bé đến giờ mình kiểu mình ăn xong rồi mình nhai một cách từ từ chậm rãi. Lúc nào cái bát bún bát phở của mình ấy nó cũng phải trương phình hết lên thì lúc đấy mình mới ăn xong được. Nhưng mà mình không thể ăn nhanh được tại vì ăn nhanh thì mình sẽ bị đau bụng. Đấy, ôi cuộc đời nó khổ thế đấy, muốn tiết kiệm thời gian lúc mà ăn thì phải ăn nhanh hơn. Nhưng mà ăn nhanh hơn thì lại bị đau bụng. Đấy, một ngày chắc là mình phải bỏ ra khoảng 2 đến 3 tiếng chỉ để ngồi ăn thôi mọi người. Đấy, tức là mình chỉ ngồi ăn và ngồi nhai và ngồi uống nước thôi. Hello Chi Trần nha. Ê lấm chú là gì? Bảo chú bảo cháu mặc đồ hầu gái thôi. Ủa là sao? Sao chú thích tự chửi bản thân thế? Đâu, đấy có phải là tự chửi bản thân đâu. Cái đấy là sự thật mà mọi người. Tôi bảo là không, cái đấy hôm đấy là tôi tã thật. Là tôi đi tiêm về, trông tôi kiểu nhếch nhác, trông tôi như một con chuột luôn. Xong rồi tôi lết lên trên giường nằm. Hello Kalaisu nha, chiều ấm nha. Hơi nóng ở đằng khác. Cháu chào chú tổng tài bá đạo Skypad Tam nha, ba. Hello Jay nha, cảm ơn cháu đã donate nha. Hello Mahoroba. Gọi sức AI là chiến thần điếu cày. Ôi giời ơi. Chứ còn gì nữa. Gầm điếu cày gõ bong bong hết các cháu hư á. Chỉ để lại các cháu ngoan và đáng yêu thôi á. Đang nhai, đang ăn uống một cách chậm rãi, không thể nào ăn nhanh hơn được. Bực ghê á. Ăn chậm cũng tốt đi Hikaru, nhưng mà tại vì tôi ăn rất là chậm nên là tôi rất là ngại. Nếu như mà có ai đó mời tôi đi ăn các thứ tôi rất là ngại và tôi không muốn đi. Tại vì tôi ăn chậm vãi chưởng. Khi mà mọi người vẫn đang ăn với nhau ấy thì tôi kiểu đang nhèm, tôi sẽ ăn uống đấy. Và tôi sẽ kiểu nhúng đồ các thứ, xong rồi nướng đồ các thứ, xong rồi mọi người ăn đấy. Khi mà mọi người ăn kiểu mọi người ăn ăn uống xong hết rồi đấy thì lúc ấy tôi vẫn đang ăn một cách chậm rãi. Kiểu bạn tôi nó luôn luôn phải đợi tôi khi mà tôi đi ăn, khi mà đi ăn ấy kiểu nó luôn luôn phải chờ ấy. Thế là lúc nào tôi cũng bị mắng hết à. Ừ đúng rồi, gọi Sky là tổng tài nha mọi người. Hôm nay là part time của tôi là tôi sẽ làm tổng tài nha. Đấy, tổng tài bá đạo người vẽ. Cuộc đời chớ trêu. Cuộc đời chớ trêu mà. Cho chúng cháu ăn chung là hết ngay ấy mà. Ôi được thì tốt quá. Nhờ người ăn hộ. Ê, có ai này, có ai xây dựng tình bạn nhờ ăn hộ nhau không? Ôi, tôi kể với các bạn, tôi có một thằng bạn ấy, tôi thân với nó vãi chưởng luôn, tôi với nó chơi với nhau từ hồi cấp 1. Đấy. Thì kiểu cái lúc mà bọn tôi mới biết nhau ấy là lúc đấy là học ở cấp 1, lớp 4 hay lớp 5 gì đấy. Đấy thì tôi ngồi gần nó. Đấy thì lúc đầu tôi thấy nó, nói chung là tôi chả thấy có ấn tượng gì với nó cả. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu tôi để ý là nó ăn, nó rất là gầy luôn mọi người, nó rất là gầy luôn. Thế là nó kiểu nó ăn nhiều vãi chưởng ấy, nhưng mà nó không tăng cân không gì hết.
Đấy, thế là xong rồi bữa đấy tôi kiểu tôi không thể ăn được bí đỏ các thứ ấy, tôi mới thẩy sang cho nó. Uầy, thế là uầy tình bạn từ đấy được hình thành nha mọi người. Tình bạn từ đấy là tôi với nó trở thành bạn bè thân với nhau từ đó đến giờ đã được hai mấy năm chưa nhỉ? Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá. Hello Phúc nha. Hello hello. Cháu tiêm xong tê tay quá, chú biết cách nào bớt tê không? Cháu cứ để kệ đấy thôi. Để kệ đấy thôi chứ mình cũng chả có cách nào để cho nó đỡ. Hello Tú nha, cháu không lỡ gì đâu, vừa mới vào đâu mà. À chắc là cháu lỡ tiếng chú chọc chẹp khi ăn. Ma nó chứ sao mình ăn chậm ấy nhỉ? Cái bát của tôi nó vẫn còn nguyên luôn. Tôi không muốn sủi sờ chim, tôi cũng không muốn lên muộn nên là hích mỗi ngày đều mất khoảng 20 30 phút. Thịt lợn Xuân Mai nha. À đâu, lợn Mai Xuân nữa. Hôm nay cháu sẽ vừa làm việc nhà vừa xem chú ở quầy đúng không? Một em bé ngoan mà. Cháu lớp 9 rồi. Quầy cháu lớp 9 thì cháu gọi chú là đúng rồi nhá. Đấy, cứ gọi là chú đi, gọi là chú tiếp đi. Quầy lớp 9 là lớp 9 là năm nay là bao nhiêu? Quầy chắc là kém mình hơn Giáp à. Quầy còn trẻ thế, lớp 9 là cháu đã được 16 tuổi chưa Nguyên ơi? Nguyên ơi, cháu 16 tuổi chưa? Chưa đủ 16 tuổi đúng không? Chưa đủ 16 tuổi thì chú nghĩ là chắc là cháu nên học bài đi, để cháu nên học bài đi và cháu gọi là có thể khi mà cháu sẽ quay lại khi mà cháu 16 tuổi nha. Tại tại thỉnh thoảng tôi hay buột mồm chửi lắm mọi người, gọi là dưới 16 tuổi ở đây thì tôi bị cháu con vào pet của chú thằng bạn cháu chửi cháu wibu vãi thật. Uầy thế à, có sao đâu. Đấy, cháu có thể gạ gẫm nó luôn hoặc không thì cháu bảo với chú nha, chú block nó luôn cũng được. Ôi chẳng có vấn đề gì cả. Cháu ăn cũng chậm. Ôi cái cuộc đời sao lại sản sinh ra những cái con người ăn chậm như mình nhỉ? Kiểu khổ vãi chưởng. Nhiều lúc mà mình thấy các bạn buổi kiểu buổi trưa ấy mọi người, các bạn ăn xong sớm, các bạn được ra ngoài chơi, mình vẫn phải ngồi đấy, mình ôm cái bát cơm mình ăn ạ. Ôi nó khổ thế. Em lớp 10 này, em 2K6. Trời ơi, em 2K6 thì thôi vẫn gọi chú nhá. Mọi người cứ gọi chú tiếp nhá. Gọi chú tiếp nhá. Ăn chậm nhai kỹ tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ăn chậm quá thì nó lại kiểu hơi kiểu cái món ăn nó không còn được ngon nữa ấy. Tôi cũng biết điều đấy, tôi cũng sẽ cố gắng cải thiện nó. Cháu ăn nhanh hay chậm thì vẫn phải rửa bát. Ừ đúng rồi. Ai mà chả phải rửa bát hả bạn? Để tôi kể cho các bạn nghe. Ở nhà tôi ấy thì cái mấy cái Sky Daily ấy, lúc mà tôi kể với các bạn ấy thì nó đều là về những cái lúc mà tôi còn bé tí ở tèo teo ấy. Khi mà tôi lớn hơn ấy thì tôi bắt đầu phải đứng bếp này, tôi bắt đầu phải rửa bát mỗi khi có cỗ ở đấy. Nói chung là tôi không phải là kiểu gọi là nữ công gia chánh 1.000 món món nào cũng làm được, nhưng mà bảo là nấu cỗ thì chắc là tôi cũng vẫn nấu được. Thì tôi phải đứng đứng bếp rất là lâu. Xong rồi sau đấy tôi cũng vẫn phải rửa bát nha mọi người. Đấy đấy, cuộc sống đôi khi nó lại khổ cực như vậy. Cháu không học xem chú giải trí mà chú nỡ đuổi cháu. Uầy đâu, tôi cũng không muốn đuổi đâu, nhưng mà nếu như thế thì các cháu hứa với tôi là nếu như mà các cháu thấy tôi chửi bậy thì các cháu tự xem sọt đi nha, kiểu tự bíp 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 đi ấy, chứ đừng nghe tiếng tôi chửi nhá nhá. Ôi giời, bọn trẻ con xóm cháu chửi bậy kinh hơn chú cơ. Trời ơi, tôi chỉ là thỉnh thoảng tôi buột mồm chửi vài câu thôi, chứ tôi không phải là người chửi rất là nhiều, mọi người hiểu không? Đấy, tôi là một con người văn minh lịch sự. Hồi đó cháu ăn gần 1 tiếng mới xong. Ôi hello ơi, tôi cũng thế nè. Uầy, mỗi một lần mà đi học mà ăn trưa ở trường ở bán chú ấy, ui ôi nó là một cái ngày kinh hoàng. Kiểu các bạn có biết không, khi mà những cái đứa bạn xung quanh ấy mà chúng nó đã kiểu chúng nó xếp đồ
Đấy, chúng nó xếp đồ, chúng nó xếp chăn, chúng nó xếp gối ra để chúng nó kê lên cái bàn ấy mọi người, để chúng nó nằm lên đấy chúng nó ngủ. Thì tôi vẫn phải ngồi ở trên bục giảng để ăn nốt bát cơm. Uầy, tôi não tôi bây giờ mỗi lần tôi nhắc đến mỗi 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 lần tôi nhắc tôi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy là tôi lại cảm thấy đau đớn, kiểu 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 chúng nó ăn xong rất là sớm nhá, chúng nó còn có gọi là mười mấy hai mấy phút để chúng nó chạy ra ngoài, chúng nó đi chơi cho nó kiểu nó tiêu cơm này, xong rồi chúng nó vào này, chúng nó xếp chăn xếp mền, chúng nó chọn nằm cạnh bạn mà chúng nó thích đấy. Cái hồi đi học bán trú buổi trưa là được được nằm cạnh người mà mình thích nha mọi người. Ui, cảm giác ấy nó còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đấy thì tôi không có cái đấy nha mọi người. Tôi không có quyền lựa chọn. Tôi chỉ là tôi sẽ ngồi ở trên bục giảng ấy, kiểu ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa màu đỏ ấy, xong rồi kiểu nhòm 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 ngồi ăn nốt, xong rồi kiểu cái bát tôi, tại vì tôi ăn là tôi phải có canh ấy. Tôi sẽ kiểu chan canh vào, xong rồi cái bát của tôi nó trương hết lên, xong rồi tôi kiểu tôi ngồi đấy mà nhìn các bạn. Hello, hello mọi người nha. Hello Mochi. Hello Hùng nha. Cháu ăn xong hai bát thì vừa đủ xem hết một tập anime. Một tập anime khoảng 20 30 phút gì đấy. Chú nghĩ là cháu ăn như thế là vẫn là nhanh ấy. Để ăn hết một bát bún thì chắc là để xem nào, để ăn hết một bát bún thì chắc là tôi sẽ phải mất khoảng 1 tiếng mọi người ạ. Đấy tầm 1 tiếng nha. Đấy đấy là còn chưa kể thời gian mà tôi đi lấy nước này, xong rồi tôi uống nước này, xong rồi tôi nuốt nước để cho nó trôi xuống. Cảm giác như kiểu mình bị bỏ rơi giữa loài người vậy chú ạ. À. Ừ đúng rồi, chính là cảm giác đấy. Nó đau ở đây này, nó đau ở đây này. Ngày xưa cháu còn được một bạn nữ đút cho ăn cơ. Uầy. Trời ơi, Đót ơi, ngày xưa nhá, tôi còn được các cô giáo hot girl nhất trong trường đút cho ăn cơ. Uầy, các cô kiểu xung quanh tôi là vài cô lận, vài cô giáo thực tập xinh xinh xắn trẻ trẻ trung các thứ, các cô kiểu à, ăn đi nào, xong rồi các cô làm trò để cho tôi ăn vì tôi quá là lười ăn. Ôi, cháu ăn bán chu, cháu ngồi chứng minh một cộng một bằng ba. Uầy, tại sao vậy? Thích, đấy là thời gian để ăn mà mọi người. Cháu ăn chậm vì cháu muốn thưởng thức ẩm thực. Thì đúng rồi, nói chung là ăn chậm thì đúng là mình sẽ thưởng thức được cái vị của nó thật, nhưng mà với những cái món mà có nước ấy thì nó sẽ bị trương lên và cái vị của nó sẽ không còn như ban đầu. Như là cái bát bún của tôi này, nó trông rất là nhiều luôn, và tôi ăn ở quán bún ấy, mọi người biết không, là tôi lúc nào cũng bảo là cho em ít bún thôi, để cho càng ít càng tốt, không lún phún bún thôi cũng được. Không, tại vì cái lúc mà tôi ăn cho đến hết rồi ấy thì cái đống bún đấy nó sẽ trương lên mọi người ạ. Đấy thì tại vì tôi ăn mất khoảng 1 tiếng mà, thì cái đống bún còn lại nó sẽ trương lên, và như thế có nghĩa là tôi sẽ ăn đủ đúng cái số lượng bún mà tôi muốn ăn. À, 200 IQ liền. Chú ơi, chú nhớ cháu kể cháu không ăn được rau không? Em cháu hôm nay nó làm cơm chiên mà nó lại lỡ lòng nó bỏ hành tây vào. Ơi bỏ vào ăn cho nó ngon chứ, có gì đâu, dăm ba cái hành mà. Ăn đi cháu, sau này cuộc đời nó còn hành cháu nhiều hơn nữa rồi. Bây giờ cháu phải ăn hành cho nó quen đã. Trung bình 15 phút ăn xong bát bún. À đu gì nhanh vậy? Ăn thì nhanh vậy, you good bro. Ăn thế có sợ bị đau bụng, đau dạ dày không? Cái hôm mà tôi ăn nhanh nhất ấy mọi người, là tôi cũng ăn hết cái bát bún đấy trong khoảng 30 phút. Đấy là kiểu cái hôm nào mà tôi chỉ ăn trong 30 phút thôi ấy, là hôm đấy tôi đã cảm thấy là tôi quá là thành công trong cuộc đời rồi. Kiểu kiểu cuộc đời tôi tự dưng lại có thêm 30 phút để chạy deadline. Chú ơi, đã đi làm có season 2 không? Ôi, tôi đang... mọi người ơi đừng nhắc đến Nát Đi Đàm nữa được không? Hích, mọi người có biết không là tôi đang cố gắng edit cái video đấy, nhưng mà mỗi lần mà tôi edit ấy kiểu cái đầu tôi nó lại ong ong ấy, xong rồi tôi kiểu tôi bị choáng cực đã. Nó tên luôn Nguyễn Block, nó giúp cháu à, có gì cháu nhắn tin vào trong inbox page nha. Đấy có gì cháu inbox page cho chú nha. Đấy chú thấy là chú block luôn. Không thể để những cái đứa chửi bậy tục tĩu ở trên cái fanpage của mình được. Fanpage của mình chỉ dành cho các cháu yêu cute thôi. Có một lần cháu chuyển trường mà ăn chậm.
thì không ngồi trên bục như trường cũ của cháu. Cháu bị cô mang ra sau lớp ngồi đóng cửa nhốt mẹ trong đó luôn. Uầy khổ thân thế, hích cháu mà. Ở trường tôi thì nói chung là những cái đứa mà ăn chậm thì sẽ được ngồi trên bục giảng. Đấy, như là bọn tôi sẽ kê những cái ghế đỏ con này, bọn tôi sẽ ngồi đấy chồm hổm và ôm cái bát cơm và ngồi nhìn các bạn vui vẻ. À đấy, nhắc đến câu chuyện đấy, tôi có quen một đứa đấy, cái nói chung là cái đứa đấy nó ngồi ở tổ khác tôi đấy, nó ngồi ở tổ khác tôi, nhưng mà cái đứa đấy nó ăn cũng chậm. Ui giật cả mình, cái gì vậy? Ui, xin chào, bạn có muốn tìm công việc bán thời gian không? Với mức lương 5 triệu đến 30 triệu một tháng, mỗi ngày ít nhất 500k, không phí phụ thu, công việc đơn giản, làm tại nhà. Nếu bạn muốn tham gia với công việc này, xin hãy liên hệ với Zalo ID. Nhiều quá, cái gì? Dưới 23 vui lòng không tham gia. Ủa, công việc gì mà nhiều tiền vậy? Cảm ơn nhưng mà bố mày không cần nha. Trông tao có giống rảnh rỗi không? Bao nhiêu deadline đang chờ đây này. Bố tổ khỉ. Bữa cháu sẽ biết run ăn 2 tô cơm đấy trong 15 phút. Kết quả cháu bị đau bụng cả ngày. Hích. Mọi người ạ, tôi bảo thật luôn là càng ăn những thứ như là cơm ấy thì mọi người càng phải ăn chậm. Đấy, ăn chậm, nhai kỹ, no lâu. Đấy, đôi khi các bạn chỉ cần ăn một bát thôi. Như tôi là bây giờ tôi ăn được khoảng lưng bát. Đấy, tôi ăn được khoảng lưng bát thì tôi sẽ ăn hết cái bát đấy. Ăn xong là tôi đủ no rồi. Đổi đời rồi chú ơi. Nhiều deadline lắm các bạn. Bây giờ tôi mà nhận thêm việc nữa là chắc là tôi chết ấy. Chắc là các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi ngồi đây giở chim nữa đâu. Hồi học mẫu giáo cháu ăn chậm đến mức cô khóa cửa không cho vào. Chừng nào ăn xong mới cho vào. Hích, sao các cô của cháu tô xích thế? Ngày xưa mỗi lần mà chú mà kiểu ăn chậm ấy, đấy thì các giáo viên sẽ kiểu từ đấy về sau các giáo viên cho tôi ít cơm đi. Các giáo viên cho tôi ít cơm đi. Ôi mọi người phải biết ấy là nói chung là tại vì tôi trông cũng còi, nên là khi mà tôi mà nài nỉ và tôi năn nỉ các giáo viên là ôi cho em ít cơm thôi, đừng cho em nhiều cơm quá đấy, các cô cũng mủi lòng liền. Các cô bảo là ừ thôi được rồi, nhưng mà em phải ăn thêm cái này nè. Hồi trước ăn cả tiếng mới xong, nhưng mới ăn xong thì ói mẹ ra. Hích. Cẩn thận này, ói ra nhiều quá thì có thể là cháu bị bệnh dạ dày nha. À, chắc là tôi phải cất, mọi người đợi tôi tí nhá, tôi cất bún đã, tôi chắc là 3 giờ rồi, tôi chỉ có khoảng 1 tiếng này ngồi ăn thôi, bây giờ tôi phải ngồi vẽ. Tấn nha. Ôi, tôi vừa thấy cái gì đây, đợi tôi tí để tôi hỗ trợ bạn đi xem. Cảm giác bị bắt nạt xong phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn à? Ôi cần sao cháu lại phải trốn vào trong nhà vệ sinh làm gì? Ôi. Ừ. Thôi đang giở chim. Không nha, tí nữa mẹ trời. Ừ. Đây, để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Ngày xưa có một đợt tôi cũng bị. Ok, ui, đi ra, ok. Ui. Hey, sorry mọi người nha, con lu nó nhảy lên màn hình. Thôi, mẹ xin tí chơi cùng nhá. Đợt trước ấy có một đợt mà tôi cũng là bị bắt nạt. Nói chung là hồi cấp 1 thôi mà mọi người. Cái lúc đấy là tôi chuyển đến cái trường đấy
tôi không hòa nhập được vào với các bạn ý. Tại vì tôi cũng kể là tôi là một đứa thích ở một mình. Tôi thích ở một mình để tôi ngồi vẽ, tôi có thể gọi là tận hưởng thế giới riêng của mình. Nhưng mà các bạn lại cho rằng là tôi chảnh, nên là đợt đấy các bạn quyết định là tẩy chay tôi bằng cách là các bạn lấy vở của tôi ấy, các bạn xé vở ấy, xong rồi các bạn đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Cái vụ đẩy ngã xuống cầu thang là một cái vụ rất là nặng nề luôn. Thì tại vì tôi từ chỗ khác chuyển tới ấy, tôi từ một vùng ngoại ô tôi chuyển tới thành phố đấy, nên là nó cũng có sự phân biệt một chút. Thì cái đợt đấy xong khi mà tôi bị đẩy ngã ấy, thì tôi có suy nghĩ một cái, tôi suy nghĩ rất là rõ trong đầu luôn, là tôi nghĩ là nếu như mà tôi cứ tiếp tục nhún nhường và để cho chúng nó muốn làm gì thì làm ấy, thì cái chuyện này nó mãi sẽ diễn ra đấy, nó vẫn mãi sẽ diễn ra thôi, chúng nó sẽ càng được nước và chúng nó tiếp tục bắt nạt tôi đấy. Và tôi không phải là một người hiền lành nha mọi người, tôi là một đứa rất là cục tính, và cái sự kiểu máu chó ở trong tôi ấy, nó rất là rõ rệt từ hồi mà tôi còn học mẫu giáo, chứ không phải là từ hồi cấp 1 đâu. Nhưng mà các bạn biết ấy, kiểu lạ nước lạ cái mà tôi vừa mới chuyển đấy, tôi phải xa những người ở cùng với tôi, và tôi đến một môi trường hoàn toàn mới lạ, tôi lại càng khép kín hơn nữa. Thì hôm ấy tôi nhớ là lúc ấy tôi đang ngồi vẽ, thế là xong rồi có một thằng nó giật cái quyển tranh vẽ của tôi ấy, và nó bắt đầu trêu tôi. Đấy, thế là xong thì có mấy đứa khác ở trong lớp ấy, kiểu chúng nó lại bắt đầu chúng nó trêu ấy, là kiểu hay có cái trò cái gì mà con trai khi mà nó thích một ai đấy thì nó sẽ kiểu nó hay trêu người đấy ấy. Thế xong rồi nó thắc mắc là sao cái thằng đấy nó lại trêu tôi. Thì tôi nói chung là ôi đéo ai rảnh mà quan tâm, bố mày đang ngồi vẽ. Đấy, thế là tôi rất là bực, tôi đã rất là bực rồi. Nhưng mà cái thằng đấy nó lại được đà lấn tới hơn nữa. Nó lại kiểu nó càng trêu hơn ấy. Xong rồi nó còn xé cái bức tranh ở trong vở tôi ấy, để nó dơ lên cho mọi người cùng xem ấy. Thế là lúc đấy 3 máu 6 cơn tôi lên. Đấy, điều duy nhất mà tôi có thể nhớ được là tôi đã vớ lấy cái thước ở gần đấy và tôi vụt liên tục vào người nó. Tôi vụt gãy cái thước đấy luôn. Mà cái thước đấy là cái thước của các thầy cô để xu hướng bạo lực hơi rõ một tí. Tôi nhớ là lúc đấy mà rất nhiều bạn trong lớp nhảy vào can tôi. Vì tôi rất là bé, tôi bảo mọi người là tôi rất là bé, mọi người cố gắng giữ tôi lại. Nhưng mà lúc đấy tôi rất là trâu ấy, tôi bé nhưng mà tôi rất là trâu. Thế là tôi mới giằng hết ra. Tại tôi cũng bảo là đợt trước tôi có đi học võ mà mọi người, tôi rất là trâu luôn. Thế là tôi mới hất chúng nó ra, xong rồi tôi kiểu tôi đánh thằng đấy tiếp. Ôi tôi đánh thằng đấy vãi trưởng luôn, tôi đánh đến mức ấy mà thằng đấy nó phải xin tôi là xin tôi hãy dừng lại. Thì nói chung là đôi khi cái, mọi người có biết không, là đôi khi cái bạo lực ấy nó không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Tại vì lúc đấy tôi còn rất bé, tôi không thể nghĩ được ra một cái gì khác, mà tôi lúc đấy tôi chỉ nghĩ là tôi phải làm sao để tôi làm gì để nó không thể nào làm phiền tôi nữa thôi. Đấy. Vậy mà thực ra sau này tôi mới biết là thằng đấy nó thích tôi thật mọi người. Nhưng mà không. Nhưng mà thôi nha, nhưng mà thôi. Đấy, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, nhưng mà tôi không thích cái đấy. Thì sao chú đánh nó bằng thước, chú còn cái ghế với cái bàn mà. Uầy, Phú ơi, đợt mà tôi học ở cái trường đấy là cái bàn với cái ghế của nó liền nhau, nên tôi không thể bách cái ghế lên được. Đấy, nó là một cái bàn với cái ghế nó đính vào với nhau luôn, nên nó rất là cứng, nên tôi không thể bách cả cái bàn lên được. Tôi rất là bé. Thì sau khi có cái vụ mà tôi đánh nó như thế, thì bọn nó cũng bắt đầu để cho tôi yên, bởi vì tôi quá là cục luôn. Từ sau cái vụ đấy tôi thay đổi hoàn toàn cách xưng hô với chúng nó luôn. Tôi gọi chúng nó là mày tao, không còn tớ cậu gì nữa. Và tôi chửi rồi. Kiểu nhà tôi là quán nét mà mọi người đấy, tôi gọi là cái sự chua ngoa của tôi có thể đến từ với các anh giai tố xích chơi Võ Lâm Truyền Kỳ ngày xưa. Đấy thì đợt đấy tôi rất là cục luôn. Chắc là đỉnh cao trong sự cục cằn trong cuộc đời tôi là tôi đã đánh bạn. Đấy cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải viết bản kiểm điểm nha mọi người. Đấy, đợt đấy gì tôi đến và thấy tôi kiểu thấy tôi đánh bạn xong rồi kiểu thấy tôi phải viết bản kiểm điểm. Uầy, gì tôi rơm rớm nước mắt luôn mọi người. Uầy, một trong số những cái khiến cho mình cảm thấy khá là hoài chấm. Đấy, nhưng mà
Kiểu người lớn trong nhà kiểu rơm rớm nước mắt ấy, như kiểu là tôi đã làm một cái gì đó sai trái lắm ấy. Xong rồi tôi cũng đáp lại một cách rất là rõ ràng là đồ của tôi thì tốt nhất là đừng có động vào. Trùng trường y gì, sau vụ đấy tôi cũng khá là nổi tiếng trong trường. Tôi cũng kiểu thuộc dạng chùm chùm với mọi người. Thì ở mỗi lớp nó sẽ có một chùm khác nhau ấy. Thì lớp tôi là tôi vẫn nhớ là có một con bé khác, nó là chùm, chỉ con đấy mới là chùm của cái trường đấy nha mọi người. Con bé đấy mới là chùm của cái trường đấy. Tôi vẫn nhớ là con bé đấy đã đến và làm quen và nói chuyện với tôi lúc mà tôi đang ngồi vẽ. Thế là nó đến, nói chung là nó đến và nó nói chuyện với tôi rất là nhẹ nhàng thôi. Nó xem tranh tôi, xong rồi bọn tôi nói chuyện với nhau một lúc, xong rồi sau đấy chúng nó cũng không làm gì tôi nữa. Đấy, không làm gì luôn. Cái đợt mà, tôi còn nhớ là cái đợt mà cuối cấp ấy, thì cái con bé nắm đầu cái bọn bắt nạt tôi có đến và nó nói chuyện và xin lỗi tôi. Nhưng mà tôi bảo lại với nó là tôi đéo thèm quan tâm. Đấy, tôi không quan tâm đâu. Buồn nha chú, hồi xưa trong trường không có ai để chú gọi là hảo huynh đệ và chơi võ lâm chung. Thực ra có cái thằng bạn nó ngồi cạnh tôi đấy, cái thằng bạn mà tôi kể với các bạn là tôi thân với nó ấy, thì tôi cũng mới quen nó từ lúc mà tôi chuyển đến trường đấy thôi. Nhưng mà cái lúc đấy nó quá là ngây thơ ấy, và nó cũng chỉ biết chuyện tranh. Còn tôi thì là một đứa rất là kiệm lời. Tôi không phải là một người nói nhiều vào cái tầm đấy đâu mọi người. Cái tầm đấy tôi đúng là một đứa mà tôi thể hiện tất cả mọi thứ của tôi qua tranh vẽ và qua vẽ vời. Tôi đã chuyển nhà quá là nhiều rồi nên là bây giờ tôi không còn giữ lại những bức tranh ngày xưa nữa. Đấy, khá là tiếc. Nhưng mà tôi vẽ rất là nhiều kể từ cái hồi đấy. Tôi đã vẽ rất nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng là cách tốt nhất để tôi thể hiện cảm xúc chính là vẽ. Tôi thấy nó đúng thật. Đấy. Cho nên bây giờ vẫn thế mà mọi người, cho nên bây giờ vẫn thế. Là khi mà tôi kiểu có xu hướng quý mến một ai đó, đấy, thì tôi sẽ bắt đầu vẽ người đấy. Chú gọi thằng đấy lên đây, cháu dạy nó cách tán gái. Ôi, ngày xưa mà cháu ơi, cái thời mà... không biết là đợt đấy các cháu đã sinh ra chưa nữa, nhưng mà cái tầm đấy là nó hay cái câu mà cái gì hoa cho người ta hái, gái cho người ta trêu, gọi là con trai nó thích đứa nào thì nó sẽ bắt đầu kiểu trêu đứa đấy. Nói chung là kiểu cái cảm xúc của cái người nữ ở trong các câu chuyện ấy nó không bao giờ được coi trọng cả. Nó chỉ là đơn giản là thằng con trai nó thấy thích cái đứa này nên nó quyết định là nó trêu cái đứa này vãi chưởng thôi. Đấy, và cái thằng con trai thì nó cũng không ý thức được là cái hành động của nó chỉ khiến cái đứa đấy nó ghét nó thêm thôi. Hồi cấp 1 là thời cháu hiểu cảm giác bạn bè như luôn là gì. Lớp 1 hai thân nhau, lớp 4 vì một đứa mà nó đã lật mặt. Đúng rồi mọi người. Nhiều lúc nó cuộc sống nó thay đổi lắm, nó có nhiều cái thay đổi lắm. Người ta hay bảo là ôi cái bọn học sinh cấp 1 thì biết mẹ gì, cái bọn học sinh cấp 1, cấp 2 thì biết gì. Nhưng mà tôi thấy là tại vì càng là trẻ con ấy nên là cái cảm xúc ấy nó rất là dễ bị tổn thương. Kiểu sau này khi mà kiểu các bạn cảm thấy là các bạn không hợp chơi với người này, các bạn chơi với đứa này chỉ là xã giao thôi ấy, nó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà các bạn còn bé, bạn bè của các bạn ấy có thể là cả thế giới với các bạn luôn. Trường cháu không có khái niệm trùng trường, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của trường cháu là thằng hiếu cháu hiệu trưởng. Ôi, gì căng thẳng vậy. Tôi đổi sang cái này để tôi vẽ bây giờ. He, tôi sẽ khoe cho các bạn ở bức gần đây tôi đang vẽ. Tôi vẽ cho em yêu của tôi á. Thực ra lúc đầu tôi định không sờ chim vẽ cái này cơ. Tôi định để là cho nó bí mật hẳn ấy, cho nó sốc ấy. Nhưng mà tại vì nếu như mà không sờ chim thì bây giờ tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ vẽ. Hồi nhỏ chú có sức mạnh không tưởng. Chú có ảo tưởng sức mạnh không? Ảo tưởng sức mạnh không? Ok. Đây.
đây nha mọi người, em gin của tôi đó. Chú bị chun mio bao giờ chưa? Thực ra mình là một đứa khá là kiểu khá là rõ ràng ấy, mình rất là rõ ràng tất cả mọi thứ luôn, nên là mình cũng không biết là mình có chun mio không nữa. Đấy, mình cũng không biết là mình có chun mio nữa, nhưng mà chắc là ai cũng có một thời bị chun mio. Cháu đang tính fan art chú mà tóc chú vẽ khó vãi. Ờ đúng rồi, cái design của tôi trông nó hơi ổ quạ một tí. Vẽ rồi. Ủa nhìn đây đang hồ vùng đất cảng à. Đây là Gin nha mọi người, Gin và cây phóng lợn của cô ấy. Năm 3.000 mua tám bảy cái mèo. À dù xin lỗi mọi người, tôi không có thói quen check mail nhiều lắm, với cả mail đấy tôi dùng từ lâu rồi nên là nó kiểu nhiều mail rác vậy chứ. Trông giang hồ đúng không, trông đại tỷ đúng không? Lúc đầu ấy, cái bản sở cách của tôi thì trông hiền hơn, nhưng mà Gin bảo là Gin muốn trông nó ngầu, mà tôi thấy trông ngầu cũng hợp hơn hẳn. Hồi nhỏ chú có bị đặc biệt danh kỳ dị chưa? Hồi cấp 1 cháu dám nắng lên cả lớp toàn gọi cháu là cục than di động hoặc cục đất di động. Ôi không, sao lại gọi người ta bằng cái tên như vậy? Hích thương Suzy nè. Chú thì hay bị gọi là kiểu thêm từ con vào đằng sau ấy. Ví dụ như là cái lớp tôi có hai đứa tên là X chẳng hạn đấy, thì một đứa sẽ là X lớn, còn một đứa sẽ là X con ấy. Tôi không hiểu tại sao là mọi người có thể gọi tôi là X nhỏ cũng được mà, nhưng mà không, mọi người lại gọi tôi là X con cơ đấy. Nên là lâu lâu mọi người lại gọi tôi là X con ơi. Tôi kiểu hỏi chấm, mày đẻ ra tao à, sao mày lại gọi tao là con? Con nào, con gì? Chị Gin mặc đồ bơi à chú? À cái này nó gọi là răm xui nha mọi người. Trông đẹp. Ngon. À dạo này tôi nghe bài Yoruni Kaeru nhiều ghê. Kiểu nhạc thì vui tươi trong sáng, nhưng mà kiểu nội dung bi lai. Bạn bè hay gọi em là kẻ điên, mặc dù em rất tốt bụng nhưng bọn nó không cần. Thì đôi khi cái sự tốt bụng của mình nhiều quá nó lại thành kiểu khờ khạo trong mắt người khác, kiểu kiểu vậy. Bọn bạn cháu gọi cháu bằng tên bố mẹ tên con đằng sau. À ừ đúng rồi, nhiều đứa cũng hay bị gọi tên bố mẹ mà. À cái đấy các bạn có biết không, là tôi học ở trường những năm mà tôi đi học gọi là không ai biết tên bố mẹ của tôi cả. Nobody biết luôn. Tôi kiểu bất ngờ chưa, mày không thể gọi tên tao bằng tên bố mẹ nữa, nhưng mày không biết tên bố mẹ tao. Kiểu gọi bằng tên bố mẹ, nói chung là tôi không phải là người thích cái kiểu đấy lắm.
mình đấm mấy đứa nó ỏ thôi, đấm đấm đá gì. Tôi bảo rồi, cái năm đấm nó chỉ là gọi là sau cùng, khi mà các bạn kiểu không còn có thể giải quyết bằng cái gì nữa thì các bạn cũng phải sử dụng đến năm đấm. Năm đấm nó luôn luôn là thứ yếu à. Bị gọi tên bố mẹ cứ để nó gọi, nó thấy không trêu được nó bỏ ngay. Đúng rồi, chúng nó nhanh chán lắm, tôi thật luôn, chúng nó nhanh chán lắm. Chứ khi mà chúng nó thấy là chúng nó không trêu được mình ấy thì chúng nó chán ngay, chúng nó bỏ ngay. Cái con đả phấn lem tím tím kia là gì dạy chú? À con đấy là, con đấy là con spirit của Gin nha. Tôi cũng không biết là gọi nó bằng gì nữa. Nãy Sky ngâm nga bài gì nghe quen quá. À nó là bài Yoruni Kairu nha. Tôi không biết là tôi có phát âm đúng không nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng ước gì là ước gì mình biết hát. Đấy, mình biết hát một cái thì có phải nó sẽ vui vẻ hơn không? Thì lâu lâu mình có thể hát cho các cháu yêu nghe. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là tôi biết vẽ là được rồi mọi người. Tôi biết vẽ là được rồi. Thôi ghế cũng gì. Kiểu nó là như này này mọi người. Đôi khi bọn trẻ con ấy, mình nói nó không nghe đâu mà. Mình phải cho nó biết mùi, hoặc là cho nó biết là mày mà động đến tao ấy thì mày sẽ phải lãnh hậu quả như thế này ấy, và hậu quả như thế này là như thế nào. Đấy là đánh nhau chứ còn gì nữa, là tao uýnh mày, mày uýnh tao, hai đứa uýnh qua lại. À, ở trường tôi ấy, tôi thề với các bạn luôn là những cái thằng bạn mà chúng nó chơi với nhau, chúng nó chơi với nhau từ 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 hồi cấp 2 ấy, là chắc chắn là đã có một lần chúng nó từng đánh nhau rồi. Kiểu ở trường tôi ấy, nó có một cái lời nguyền ở đấy, tôi cũng không biết là gọi nó là gì nữa. Đại loại như là cứ có hai ông nào mà đánh nhau, đặc biệt là nếu như mà đánh nhau vì gái nha, đấy thì chắc chắn là sau này sẽ trở thành bạn thân. Ở đấy nó lại ảo thế nhỉ, ảo thật đấy. Nhưng mà tôi thấy là cái lời nguyền này nó hợp lý hơn ở ở cấp 2, ở cấp 2 của tôi nhiều vãi chưởng. Đây này, đợt trước là có mọi người còn nhớ bạn V không? Bạn bạn V mà tôi từng kể ấy. Đấy thì bạn V có một người bạn chơi với bạn V ở bên lớp khác. Đấy, tôi cũng không nhớ bạn đấy tên là gì nữa. Đấy thì cái người bạn đấy của bạn V từng đánh nhau vì một bạn nữ khác, ở đánh nhau to vãi chưởng luôn mọi người. Đánh nhau đến cái mức mà chúng nó mang cả hàng nóng đến trường, là mang kiểu mấy cái ống ống nước các thứ, mang hết lên đến trường cơ. Thế là lúc ấy tôi kiểu adu ghê gì ấy, tôi đã mong chờ kiểu một trận combat nảy lửa. Sau ấy chúng nó đánh nhau thật, nhưng mà đến cái tầm mà khoảng lớp 8, lớp 9 ấy thì chúng nó lại thân với nhau. Thì hai cái thằng đấy nó lại thân nhau vãi chưởng luôn, nó lại kiểu anh em vào sinh ra tử, sẵn sàng gọi là giúp đỡ nhau các thứ. Đấy, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Chú hát thử vài câu nghe chú. À tôi không biết lời về này, tôi không biết lời, tôi chỉ nghe theo thôi. Tôi chỉ nghe theo thôi mọi người, chứ tôi không biết lời bài này. Gieo tay mèo IKKK. Làm sao mà thôi mọi người không so sánh như thế, mọi người đừng so sánh như thế, nó mất quan điểm lắm. Mỗi cái nó có một cái hay riêng nha, chứ không nên so sánh như thế. Thế rồi, tôi mải vẽ, hình như có bạn nào vừa lên donate thì phải.
Hello Cam nha. Trời ơi, tưởng ai chứ Cam à. Riêng Cam thì tôi sờ Cam nha mọi người. Riêng Cam thì tôi công khai sờ Cam nha. Cho biết mùi. Tốt lắm bạn ạ. Sờ Cam không mọi người? Bài nào chú tủi thì hát vài câu. Tôi nói thật luôn, những cái bài mà tôi nghe hát nó tục tĩu lắm các bạn, tôi không thể phát được ở đây. Tôi không thể phát và tôi không thể hát theo cái lời bài hát đấy ở đây được mọi người ạ. Nó tục tĩu lắm. Cháu từng đánh nhau với thằng bạn thân vì nó chê Kelsey với rapper yêu thích của cháu. Thì gọi là thân nhau đến mấy thì cũng phải có lúc mà bất đồng quan điểm chứ. Cứ từ từ mà giải quyết với nhau thôi, không phải gọi là căng thẳng quá làm gì. Mọi người có biết không là cái thứ mà khiến cho tôi chú ý vào cái mô đồ nhận của Gin nhất ấy chính là cái eo của Gin luôn, là bởi vì cay tệ quá, trả xiền đây. Không trả nha Cam, tiền vào túi tôi là nó sẽ vẫn ở đây. À, ta đang bảo là cái làm tôi chú ý nhất là cái eo này nhá. Cái eo này, cái họa tiết chống đồng này này. Vẽ mệt vãi chưởng luôn. Uầy, tôi thề luôn là cái... là tất cả các họa tiết của Việt Nam mình vẽ đều rất chi là... lắm detail nha mọi người. Sắp tới chắc là tôi cũng sẽ mở cùng. Đấy, dạo này tôi hơi bị thèm vẽ người khác ấy. Tôi không muốn vẽ rom nữa. Nên là sắp tới chắc là tôi sẽ mở cồm một chút. Mở cồm công khai luôn. Bất đồng quan điểm thì ra tiệm nét solo gia su. Anh em tôi chơi thế. Đúng rồi. Solo gia su đi mọi người. Năm nay là năm 2021 rồi. Đấy, sắp sang 2022 rồi. Năm ba cái vấn đề mà còn sử dụng bạo lực. Giờ giang hồ mạng người ta còn mọc lên như nấm này này. Cháu đang ôn thi sắp mặt à? Ôi thôi thi đi. Học đi cho ấm vào thân. Không là sau này gọi là thành tôi ấy. Thành con nợ ấy. Cuộc đời nó vất vả lắm mọi người. Chừng nào mà được còn ngồi ở trên ghế nhà trường ấy. Thì tận hưởng tiếp đi. Sau này ra đời thì nó cũng nặng nề. Nhưng mà được cái là ra đời thì sẽ không có ai kiểu thúc và đít các bạn ấy. Các bạn phải cố gắng tự ấy thôi. Chú đọc truyện Việt Nam chứ, cháu nhớ có chuyện gì Trần Hưng Đạo vẽ đẹp lắm. À, đa số chuyện Việt Nam tôi đều đọc nha mọi người. Đa số chuyện Việt Nam tôi đều đọc hết. Tôi có bảo với các bạn mà, tôi xuất phát điểm của tôi là họa sĩ truyện tranh. Tôi chỉ mới chuyển sang vẽ tranh gần đây thôi chứ thế mạnh của tôi vẫn là truyện tranh nha mọi người. Tại vì tôi cảm giác là nhiều lúc tôi vẽ tranh nó sẽ không thể kể được hết cái câu chuyện mà tôi muốn kể. Nên là tôi thích vẽ truyện hơn. Ở vẽ truyện thì mất thời gian và căng thẳng. Chỗ này che mẹ hết rồi, không vẽ ra được. Sorry Gin ơi, anh đã cố hết sức rồi. Vậy thêm tí màu nữa vậy. Sky y vẽ chuyện gì vậy à? À mình vẽ nhiều chuyện lắm nhưng mà không biết là mình đã xóa nó chưa nhỉ? Bây giờ mà tôi nhìn lại tranh chuyện ngày xưa mà tôi vẽ, tôi kiểu bị xấu hổ ấy mọi người. Tôi kiểu bị chi gật ấy, kiểu đấy là đã là gọi là... Mặc dù có những cái là mới thôi, đấy có những cái là mới thôi, là tôi mới vẽ năm 2019 thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại tôi đã kiểu... No, đừng gì hết. Giảm rê, xin hãy dừng lại. Sẽ cái vẽ chuyện hành trình của một con nợ để một con nợ biết chạy deadline. Mọi người có biết không, lúc đầu mà khi mà tôi đeo bút ấy, tôi định là tôi sẽ vẽ chuyện để đeo bút ấy. Đấy là tôi sẽ vẽ hẳn chuyện luôn. Thực ra bây giờ tôi cũng vẫn đang vẽ. Nhưng mà tại vì nó rất là dài và để nó
và để làm nó thành một cái video ấy thì gọi là nói chung là nó cũng mất thời gian. Đấy nên là tôi mới có cái kiểu là tôi ước gì một ngày có 48 tiếng. Đấy, tôi sẽ vừa được chơi điện tử, vừa được vẽ và vừa làm những cái khác. Đấy, xong rồi tôi lại còn có deadline dịch game tester. Ăn 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 ép ép. Go go ăn ăn. Ôi giời ơi, ông nhờ tôi xin cái link được không? Xin cái link gì hả mọi người? Mọi người đang share link gì với nhau đấy? Không được share link đối trụy ở đây đâu nhá. Nghe vậy giờ mới biết là Sky vẽ truyện tranh. Gì dạy Linh Tôn? Tại sao dạy chị? Trời ơi, ai cứu tôi với? À, xe link ý bảo là xe link chuyện đúng không? Xe link chuyện thôi. Chuyện bình thường thôi nha mọi người. R18 thì nói chung là bao giờ tôi có mọi người bao giờ tôi có OnlyFans thì chúng mình sẽ tính đến chuyện đấy sau nha. Ở những cái khác thì thôi. Ê, có những cái tấm mà bây giờ nếu như mà tôi úp lên thì chắc là kênh của tôi sẽ bay trong một nốt nhạc. Nô lệ của đồng tiền Sky y. Họng có hơi đau đầu rồi sao nhỉ? R18 của chú á. Uầy, tôi có R18 mà mọi người. Tôi tưởng cái đấy chỉ là R16 thôi chứ mọi người. Đâu, cái đấy chỉ là R16 thôi mọi người. Chú tha hóa đâu? Tha hóa gì mọi người ơi? Đâu có tha hóa đâu. Oan quá, bao đại nhân ơi. Oan quá. Dép có chụp ảnh chung với fan đó chú. Dép gì hả? Có vụ gì à? Trời ơi tôi tối cổ quá mọi người có thể gọi là khai sáng cho tôi một tí không? Một ngày tôi chỉ chạy deadline xong rồi tôi lên mạng xã hội được vài tiếng thôi. Và Ly update thông tin cho tôi với. Mọi người đừng để tôi trở thành người tối cổ. Xin đấy. Mọi người có biết cái cảm giác trở thành người tối cổ trong chính cái Discord của mình không? Kiểu tại vì tôi bận ấy, nhiều lúc mà tôi lên ấy xong rồi tôi thấy là lúc đấy là quá là trễ rồi, lúc đấy là tầm khoảng 4-5 giờ sáng rồi ấy. Thế là xong rồi tôi nghĩ là bây giờ mà tôi nói vào trong cái Discord này thì có ổn không vậy, mặc dù đấy là Discord của tôi nha. Thật sự. Hello Sắc nha. R16 với R18 là gì? À là cái rating của bức tranh nhá. Đấy, như cái bức này tôi vẽ là 13 này. Đấy, là chỉ có các bé từ 13 tuổi trở nên là lên ngắm thôi. Thực ra nó phù hợp hết với tất cả các độ tuổi. Gần đây kiểu tôi vẽ đơn nhiều quá ấy, mọi người. Tôi vẽ đơn nhiều quá nên là tôi vẽ đôi nó đang bị cứng tay. Tôi vẽ đơn nó à tôi vẽ đôi nó có kiểu nó bị cứng cứng, tức là cái kiểu cái cảm xúc của các nhân vật ấy nó không được mượt lắm. Tại vì dạo này tôi vẽ đơn nhiều quá. Là sắp tới nếu như mà các bạn có thấy tôi vẽ tôi vẽ đôi rất là nhiều thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên nha. Đấy, cái đấy tôi báo trước rồi ấy. Là tôi sẽ vẽ đôi nhiều vãi chưởng luôn. Tôi phải vẽ đều, nếu như không thì tôi dễ bị mất cảm giác tay á. Kiểu mỗi ngày tôi đều phải vẽ luôn á. Nhưng mà tại vì mình thích, thích. Cái này hay gọi là vẽ giải trí sau những giờ vẽ căng thẳng này. Cái gì đang bảo toàn sự trong sáng của chú? Uầy, chà.
Cảm ơn mọi người nha. Đừng có mà xe linh linh ta linh tinh nha, tôi ban luôn đấy. Tháng 12 rồi ngài ơi. Ok. Sao các cháu không dành thời gian này để tìm hiểu thêm một thứ gì đó nhỉ? Như kiểu tìm hiểu học tập gì thêm này, gọi là trau dồi kiến thức bản thân. Suốt ngày chỉ có giờ 18 các thứ. Cháu bỏ vẽ một tuần xem anime xong vẽ thì nó lại lên trình. À thì chắc là mỗi người khác nhau ấy. Tôi là nếu như mà không vẽ thì tôi sẽ bị cứng tay. Mà dạo này tôi vẽ đơn nhiều quá. Các bạn có thấy không? Kiểu đa số tranh của tôi ấy đều là tranh đơn ấy. Đấy, có mỗi cái tấm gần đây nhất là cái tấm tôi vẽ tôi với Lê ông, chắc là tấm đôi. Đấy, còn lại là kiểu cùng cái commission mà khách đặt tôi cũng là đơn luôn ấy. Tất cả tranh của tôi gần đây đều là tranh đơn luôn ấy. Thế chắc tới sắp tới mọi người sẽ còn thấy là tôi vẽ khoảng 3P, 4P, 5P trong một bức tranh cũng được. Tôi phải vẽ nhiều vào để cho nó tay nó không bị cứng. Sợ nhất là sợ cứng tay. Đấy là tài liệu học anatomy mà chú. Không ai người ta xem hăm tay để học anatomy hết các cháu. Người ta chỉ xem người thật thôi mọi người. Tài liệu học tập là người thật ấy. Đấy, người thật thì là ok, là tài liệu học tập là anatomy. Nhưng mà không ai người ta xem ấy cả. Bởi vì những cái đấy là các họa sĩ người ta luôn luôn biến tấu thêm vào kiểu cho nó dynamic hơn này, cho chỗ này nó to ra, chỗ kia nó to ra để hút mắt người đọc hơn. Nếu như mà các cháu thực lòng muốn nghiên cứu ấy thì chú khuyên là các cháu nên xem người nha. Cháu không vẽ mấy tháng thôi là thành người quen ngay, mọi thứ đều mới lạ. Đúng là như vậy đó. Để tôi kể với các bạn là nhiều lúc ấy, cho đến tận bây giờ này, đôi khi mỗi tranh của tôi nó lại là một nét vẽ khác nhau. mấy cái mà các bạn gọi là nét riêng ấy, thực ra là tôi cũng rất là nể bạn nào có nét riêng luôn. Tại vì đôi khi làm cồm nhiều, kiểu khách yêu cầu gì mình vẽ nấy, nên là cái nét vẽ nó kiểu nó sẽ không được gọi là mãi là như thế. Mà nó sẽ có sự thay đổi, và sau mỗi một lần thay đổi như thế là nét vẽ của tôi nó trông lại khác vãi chưa. Ăn ăn áo áo. À đấy, nên là sắp tới mà tôi có mở cồm thì mọi người chia sẻ cho tôi nha. Hi hi. Mọi người chia sẻ cho tôi nhá. Chắc là tôi mở cồm thì tôi chỉ mở mấy cái kiểu sketch color thôi. Chứ giờ mà vẽ full render thì lâu lắm, bắt khách chờ cả tháng mất. Bình thường mình ăn đã chậm, mình vẽ cũng chậm. Chán thật. Ước gì. Cái gì mà chú tệ? Uầy, tôi đang chia sẻ kiến thức thực nghiệm của bản thân mà, sao lại bảo tôi tệ? Cái gì mà tài liệu ấy? Tài liệu học tập ấy mà mọi người, tài liệu ấy, tài liệu mà. Này, ở đây có ai thích ngắm gái đẹp không? Kiểu mình sau một ngày làm việc căng thẳng mà mình về mình nhìn thấy một bạn nữ xinh đẹp ấy, là kiểu bao nhiêu muộn phiền nó tan biến hết trong cuộc đời tôi luôn. Ôi, kiểu chỉ được nhìn thấy các bạn nữ thôi là tôi đã vui rồi. Ơ kìa, sao nó lại đang hơi lệch lệch thế này? Gái đẹp thì ai sẽ thích? Đúng. Đúng. Đúng luôn. Gái đẹp thì ai sẽ thích? Nhìn thôi người ta đã thấy mê rồi chứ. Đừng nói là... ngắm chú là đủ. Ờ, gì đáng yêu gì thả thính tôi á. Hích, mọi người đừng thả thính tôi. Thả thính tôi là tôi dính á.
Thả thính là tôi dính á. Giam rê. Loli chú à. Loli thôi nhá. FBI quản định. Mọi người đừng. À đây, đây tôi đang nói về gái 3D. Mọi người vẫn đang nói về gái 2D à? Đấy, thế đã nói về, đã nói về gái 2D và gái 3D rồi thì bây giờ thì bây giờ chúng mình hãy đổi sang trai nhá. Đấy, đổi sang trai, trai, trai 2D và trai 3D nha. Vậy tôi có một, tôi có một waifu ấy. Tại tôi hay gọi là waifu bởi vì tôi coi tất cả đều là vợ của tôi hết. Đấy nên tôi hay gọi là waifu. Ở đây có ai bị kiểu mê một nhân vật kiểu vãi chưởng không? Kiểu mình thực sự là mình rất là thích cái nhân vật đấy. Và cái nhân vật đấy làm gì mình cũng thích. Và mình cũng muốn có được cái đồ của nhân vật đấy. Tôi là tôi bị mê Kakashi mọi người ạ. Kiểu cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái nhân vật nào nó hợp gu tôi như thế. À để tôi nói với các bạn nghe gu của tôi. Gu của tôi là trai tóc trắng nha mọi người. Đấy, gu anime boy của tôi là trai tóc trắng. Đấy, tức là cứ auto tóc có màu trắng là tôi thích. Là tôi mê luôn. Là tôi, à, em phải là của tôi. Em thật thú vị. Như kiểu là tôi có waifu là Kakashi này. Chú đang vẽ ai vậy? À tôi đang vẽ Gin nha mọi người. Tôi đang vẽ em Gin Jellycat nha. Waifu của tôi là có Kakashi này, Aceleto này, Furuchi Takayuki này. Xong rồi còn ai nữa nhở? Gần đây tôi có sát nhập thêm vài em nữa. Nhưng mà tự dưng bây giờ tôi lại quên tên. Adu Naruto. Đúng rồi. Uầy, Naruto là một trong số những bộ mà tôi thích nhất luôn. Thích. Ông Kishimoto vẽ quá đẹp. Tôi đọc cái chuyện đấy mà tôi kiểu tôi bị sốc vì cái sự đẹp của nó ấy. Uầy. Sao lại có thể đẹp như thế nhỉ? Áo áo ếch ếch. À đấy, nói chung là tôi thích Kakashi lắm mọi người. Tôi thích Kakashi đến nỗi mà tôi đặt màn hình laptop. Thì lúc trước đây là tôi có PC, xong rồi tôi có laptop ấy. Thì tôi thì tại vì PC này tôi vẫn phải dùng để làm việc các thứ nhiều cái nó, nên là tôi không thể để hình Weibo được. Thì cái laptop của tôi rảnh mà, nên là tôi laptop của tôi chỉ có hình Kakashi thôi. Cứ hôm nào mà tôi buồn là tôi lại bật hình Kakashi lên tôi ngắm. Đấy, thế là lại một ngày vui, lại một ngày vui vẻ với tôi. Tôi thích Kakashi đến mức mà cái đợt mà có cái đợt vote ở cái gì Color Fiesta ấy. Đấy, mà lúc mà chia sẻ để Kakashi đấu với ai ấy nhở, tôi không nhớ lắm. Đấy, nói chung là trong một cái bảng đấu ấy mà có Kakashi, tôi share cái đấy về và tôi bảo là nếu như mà các bạn vote cho Kakashi ấy, đấy thì các bạn inbox tôi sẽ vẽ tặng. Uầy, sim cực đã. Takayuki luôn. Đúng rồi, cái tôi thích cái bộ Beelzebub lắm. Cái bộ đấy bị end sớm làm tôi hơi buồn. Nó end mà còn quá nhiều thứ có thể phát triển được ấy. À tôi toàn thích mấy cái bộ ngày xưa thôi, tại vì đợt đấy tôi còn rảnh, tôi còn xem được nhiều ấy. Bây giờ tôi hơi ít thời gian nên là tôi không xem được. Tôi không xem nhiều lắm, tôi không xem được. Chỉ cần có Kakashi chúng tôi sẵn sàng cân mọi núi đi điêu linh. Đúng rồi, chính xác là như thế luôn nha mọi người. Chính xác luôn là cái post đấy của tôi ấy là các bạn kiểu vào xong rồi các bạn hỗ trợ, nhưng mà cuối cùng Kakashi vẫn không qua được nha. Kakashi gặp đối thủ mạnh quá. À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Tiếp theo là Gintoki nha mọi người. Gintoki trong Gintama ở đấy. Gu của tôi là trai tóc trắng đấy. Chai tóc có màu trắng là tôi auto tôi ưng luôn. Ưng luôn. Diệt. Đa số những waifu mà tôi có, waifu nam đấy, male waifu của tôi thì đều là tóc trắng hết. Kiểu tôi bị có cảm tình ấy mọi người, kiểu nhìn tóc trắng thôi là đã mê rồi. Chà.
Trai manh qua đỉnh lắm chú. À thôi, thì manh qua thì thôi, tôi đọc mangu thôi mọi người, tôi đọc mangu thôi, giờ thời gian đâu mà. Gặp Gin thì Kakashi thua là vậy. Gin tao nghĩ hút bản đồ. Không, tôi không gọi là hút bản đồ nha mọi người. Tôi không gọi là hút bản đồ đâu. Tôi sẽ gọi là waifu đấy. Mèo waifu. Mèo Malaya mọi người, mèo waifu. Đấy. Chứ tôi không gọi ai là hát bản đồ cả. Nope. Chỉ có tôi làm chồng của các em bé thôi. Ôi, nhưng mà Kakashi kiểu kiểu quá là tuyệt vời luôn. Tôi kiểu quá là thích Kakashi luôn. Kiểu nó develop cái nhân vật kiểu đúng gu vãi chưởng. Ôi, oe oe. Sao lại đúng gu ấy nhở? Hích cứ mỗi lần nhắc đến Kakashi là mình lại cảm thấy phấn khích ạ. Mafu thì sao chú? Mafu Kaneki thì sao chú? À ừ đúng rồi, Kaneki. Kaneki. Nhưng mà Kaneki thì chỉ gọi là hứng thú một chút thôi mọi người. Kaneki gọi là chắc là nằm ở danh sách gọi là khá được ấy, chứ không phải là danh sách chính nha. Gọi là mèo waifu của tôi chỉ có Kakashi thôi, còn những người còn lại nằm ở bên dưới. Kaneki tóc trắng liệu có đáp ứng được nhu cầu của chú? Ơi, tại vì Kaneki có vợ rồi mọi người. Đấy tôi có một cái gọi là rất là rõ ràng là nếu như mà cái nhân vật của tôi ấy, tôi thích ấy, mà đã canon với một người khác rồi thì tôi sẽ kiểu nope. Tôi kiểu na 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 na, na tạm biệt. Tôi kiểu tôi tạm biệt luôn. Đấy, tôi tạm biệt luôn. Tại vì trong đầu tôi ấy là tôi với người đấy là sẽ là canon với nhau, như là kiểu tôi ship tôi với Kakashi chẳng hạn. Đấy, tôi với Kakashi là OTP của tôi, là chúng tôi là một cặp. Đấy, nếu như mà bây giờ Kakashi có vợ con các thứ là tôi kiểu tôi cho đi ngay, tạm biệt Kakashi. Nhưng mà Kakashi lại không có mọi người ạ. À. Nên là Kakashi mãi là vợ tôi nha mọi người. Vậy tổng cộng chú có bao nhiêu waifu? Tôi là một người rất trung tình nha mọi người. Tôi chỉ có một waifu thôi. Và waifu của tôi ấy là Kakashi. Đấy, male waifu của tôi là Kakashi nha mọi người. Còn có một vài cái nữa như là kiểu idol các thứ thì tôi kiểu tôi rất là hâm mộ Akali của KDA chẳng hạn, thì nó là khác, nó cũng không phải là waifu. Tôi cực kỳ trung tình luôn. Một khi mà tôi kiểu tôi đã thích ai thì tôi sẽ chỉ thích đúng người đấy. Ô kìa, con lu. Hích, sorry mọi người, con lu nó lại tấn công tôi. Canon đi. Thế Griffin trong Berserk có đáp ứng được nhu cầu của chú không? Tôi nghĩ là tôi không hợp gu, tôi nghĩ là bạn đấy không hợp gu của tôi lắm. Người ta đã bảo là người ta chung tình, là người ta thích Kakashi, là Kakashi là male waifu của tôi rồi. Bạn lại cứ gạ gẫm tôi. Mafu là ca sĩ nha chú, search YouTube là có. Ca sĩ à, có phải là người, bạn đấy có phải là người thường, người thật không? Hay là kiểu cũng là VTuber các thứ? À nếu là người thật thì chắc là thui, đấy, người thật thì chắc là thui. Ra pha chú ơi, thôi đừng ra pha mọi người. Giảm đi. Khoan, ra pha là trong Aladdin đúng không? Hay là ra pha của Disney? Meo waifu. Meo waifu. Mày waifu. Mafu là thiên thần. Thiên thần à? Thôi thôi làm nhảm ơi, tôi có một thiên thần trong đời là đủ rồi. Tôi có một bạn thiên thần là được rồi.
Cuộc đời của ác quỷ không cần nhiều thiên thần đâu bạn. Đấy, tôi nghĩ là tôi chỉ cần một thiên thần trong cuộc đời thôi là đủ rồi nha. Trong Magi à? À, trong trong Magi thì không phải gu tôi. Không phải gu tôi lắm. Tôi thích kiểu nó hơi chững chạc một tí ấy, kiểu nó chững chạc một chút. Đấy. Gu của người già và mọi người nên là tôi thích Kakashi hơn. Love Kakashi. Hello Nhân nha. Paimon thôi, Paimon là thức ăn dự trữ mà mọi người. Paimon là thức ăn mà. Thức ăn thì chỉ để ăn thôi. Em ơi mình nói như kiểu mấy thằng bắp phoi vậy á. Ảng ảng. Mọi người xóa cái đoạn này đi nha, mọi người xóa cái đoạn này ra khỏi đầu nha. Khiếp nói như fuckboy thật sự. Hajime trong Arifureta thì sao chú? Thôi mọi người, tôi đã bảo là người ta nhất kiến chung tình, gọi là mãi chỉ có Kakashi thôi và mọi người lại bắt đầu Kakashi cao tuổi lắm rồi. Ừ đúng rồi, tại vì Kakashi cao tuổi nên mới hợp tuổi với tôi nha mọi người. Đấy, tại vì cao tuổi nên là mới hợp với tôi ấy mọi người. Chứ nếu như mà trẻ quá thì tôi lại rén. Tại vì trẻ quá sẽ khiến cho tôi có cảm giác như là tôi đang kiểu grooming với cả tôi đang làm gì đó không được trong sáng lắm với các em bé. Đấy nói chung là thôi nha. Kakashi, Gin thì ok, Gin Toki cũng ok, Gin ổn. Đấy nhưng mà những cái bạn khác thì khá là trẻ nên là thôi. Không sao cháu đã cắt sờ chim thôi đừng mà. Thôi cái này phải giấu giấu đi chứ ai lại khoe ra. Kakashi sẽ nằm dưới chứ còn gì nữa mọi người. Mọi người ơi tôi phổ cập cho mọi người cùng nghe để gọi là sau này nếu mọi người muốn ship thì mọi người biết ship nha, là tôi luôn nằm trên nha mọi người. Đấy, Kakashi sẽ nằm dưới. Đấy, nếu như mà mọi người ship tôi với Kakashi thì cứ auto kèo tôi top nha. Đấy. Tôi top hết. Đấy, các bạn ship ship với Leon cũng được. Đấy, ship với Leon thì tôi cũng là top nha mọi người. Nà. Trâu già gặm cỏ non. Ôi không, trời ơi, cái câu này nó lại chuẩn một cách. Trời ơi, nó lại chuẩn một thôi mà mọi người, thôi. Hãy gọi là, hãy cho tôi là một gọi là fan girl ổn áp bình thường với Bali. Cháu xin chú. Ít chú được em ạ. Được nha Quyên ơi. Được nha. Ship tôi top là được rồi mọi người. Tôi top là được. Tất cả mọi người đều bóp. Tôi top. Ờ. Khá xinh. À đấy nhưng mà mọi người cẩn thận đừng đừng có ghép đôi tôi với những người mà đã kiểu đã có cặp đôi các thứ nhá. Đừng 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 ghép đôi, ghép với bạn nào mà chưa có gì. Bây giờ sợ lắm dăm ba mét vuông nhỡ không may. Undertale trong Hắc Quản Gia thì sao chú, tuổi cao á chú? À Undertale thì tôi cũng rất là thích nhưng mà để nói sao nhỉ, tại vì tôi ship cái bạn đấy với một người khác ở đấy, nói chung là tôi lại ship cái người đấy với một cái người khác nên là tôi lại kiểu không quá là ấy, nhưng mà cũng là gu tôi nha mọi người, vẫn là gu tôi nha. Nói chung là tôi kiểu tôi bị có cảm tình với màu trắng ấy mọi người nên là kiểu tóc trắng ấy xong rồi đồ trắng ấy các thứ là tôi kiểu ai đu đây rồi chân mệnh thiên tử. Thế nếu gu cháu giống chú là cháu yêu chú như chú yêu Kakashi à? Nghe cũng hay ấy. Đấy, chú cũng rất là yêu cháu nha. Nếu như cháu cũng yêu Kakashi giống như chú, càng đông càng vui.
Sebastian trong Overlord thì sao? Hình như là tôi chưa đọc Overlord hay sao nhỉ? Nghe nó là lạ. Có nhiều bộ manhwa tôi chưa đọc đâu mọi người. Overlord là manhwa đúng không ta? Ủa không, tôi phải sờ thử xem. Ghép chú với cháu được không? Được mọi người, nói chung là mọi người, ôi mọi người ship cặp thế nào mà chả được. Miễn là đừng ship với người đã có gia đình hoặc là đã có bạn gái, bạn trai, gọi là các bạn khác là đừng ship như thế. Phải nhắc đi nhắc lại để dặn dò các cháu yêu để không phải nhỡ sau này các cháu lại bảo là ôi cháu quên mất, chú chả nhắc gì cháu cả. Giờ hơi nha. Cái này của mình vẽ bị dày thế nhỉ. Xóa bớt đi. Overlord anime chú ơi à? À thế à, thế thì chắc là tôi chưa. Thế là chắc là tôi chưa 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 đọc đâu. À tôi chưa xem đâu. Anime thì gần đây tôi có xem đâu mà. Xin chú mới đảm Vĩnh Hưng. Thôi dèm, dèm đi. Thôi đám Vĩnh Hưng thì thôi mọi người, ship ship với người thật rẻ lắm, ship với người thật rẻ lắm. Gọi là rất là nhiều người yêu thương đám Daddy, mọi người đừng đẩy tôi vào gọi là chỗ nguy hiểm như thế, đừng. Ôi giời ơi, cháu lại còn sợ tôi thịt, giờ chỉ có tôi đi thịt người khác thôi mọi người. Giờ chỉ có tôi đi thịt người khác thôi. Chỉ có tôi lừa đưa người này người kia vào đời thôi. Chứ tôi già rồi. Mấy cái này tôi Overlord hình như ban đầu là light novel, sau được chuyển sang manga với anime. Ờ, thích light novel à, để bữa nào tôi đọc. Tôi đọc thử. Dạo đây hơi ít đọc, hơi ít đọc truyện chữ một tí. Tại hơi ít thời gian đi mọi người. À, tôi nghĩ là mình nên đọc sách nhiều hơn nữa để mở rộng vốn từ. Đặc biệt là cái vốn từ, cái cách mà dùng câu ấy. Có vài người phân biệt tôn giáo trên mạng, trên TikTok của vài người đăng clip phỉ báng và tẩy chay đạo chúa. Ôi cháu để ý làm gì những cái như thế, những cái như thế khi mà cháu thấy ấy, thì cháu cứ bấm và report cái đấy thôi. Tôi nghĩ là không có một tôn giáo và một đạo giáo nào ở Việt Nam gọi là mà người khác có quyền phỉ nhổ người ta cả. Mỗi người đều có quyền có một đức tin khác nhau. Đấy, người ta tin điều đấy, người ta sống với cái đức tin đấy, người ta không làm gì trái pháp luật cả. Đấy, thì mình cũng không có quyền gì mà mình được phỉ nhổ người ta hết. Ờ, content bẩn vãi trưởng. Mẹ nó chứ. Bố tổ sư bọn nít dành. Tôn giáo Kakashi. Ở đây chúng tôi theo đảng Kakashi. Kakashi mai quay phù. TikTok cháu sẽ xem chú với anh kênh âm nhạc, mấy kênh dạy tiếng Anh. Ỏ. Trên TikTok thì chắc là tôi thì chỉ có mấy cái video clip ngông nghếch thôi. Tôi đang làm cái video này để tôi up lên TikTok ấy mà.
mà tôi bị đau đầu quá, cứ nhớ đến cái kia là tôi lại bị đau đầu ạ. Cháu theo đạo Akatsuki. Đấy, Akatsuki cũng được, không sao cả. Tôi thì theo theo Kakashi nha mọi người. Kakashi My Waifu. Ngày xưa tôi còn làm cái bảng Do it for him ấy. Mọi người có biết cái meme đấy không? Có cái meme mà bây giờ các bạn search chắc là vẫn ra đấy. Cái đấy là kiểu do it for him. Đấy, tôi có làm một cái đấy riêng của Kakashi đấy, xong rồi bao giờ mà tôi chạy deadline tôi lại bật cái đấy lên và tôi xem. Đấy, xong rồi tôi kiểu My Waifu. Cháu không xài TikTok được vì content bù bù lờ mao của nó. Nói chung là trên TikTok cũng có nhiều thứ khá là hay ho. Đấy, và có nhiều bạn rất là xinh đẹp nữa mọi người. Cái chính nhất là có nhiều bạn rất là xinh. Đấy, trên đấy nó đúng là một cái vườn hoa theo nhiều nghĩa luôn đấy mọi người. Mình có thể gọi là chắt lọc content và mình có thể block những cái content mà mình ghét được mà. Nói chung là nói thế thì cái YouTube bây giờ cũng có nhiều đứa content rác của mẹ. Cháu muốn khoe là cháu được mời tham gia Running Man chú ạ. Ôi tuyệt vời, chúc mừng cháu nha. Hích, chạy đi cháu. Chạy đi chờ chi. Giờ đến cái hình xăm của Gin. Ở đây sẵn tiện đang nói về gọi là các waifu đấy, thì các cháu có thực sự thích một cung hoàng đạo nữa không? Kiểu kiểu nói chung là tôi thấy cái cung hoàng đạo nó cũng khá là hay ấy. Mọi người có thực sự thích một cung nào không? Kiểu mà kiểu thích nhất luôn mà kiểu đam mê cái cung đấy. Nhưng mà ơi chẳng hạn deadline cho chạy chậm. Mỗi lần họp phụ huynh là cháu tôi tham gia Running Man. Ôi căng thẳng gì. Gin không xăm Hello Kitty à? Không nha mọi người. Gin xăm gọi là bông sen đấy, đây là bông sen nha mọi người. Cháu thích sư tử vì sư tử là thầy chết. Là sao? Thầy chết. Ok, cung sư tử cũng rất là hay, cung sư tử, những người cung sư tử thì kiểu có tố chất lãnh đạo ấy. Có chú cháu thích cự giải. Cự giải hiền lành ấy, bạn thân của tôi cũng là cung cự giải luôn, nó hiền lắm mà nó tình cảm lắm. Xử nữ cung của cháu, chú cũng xử nữ nè. Dạ nhưng mà cháu mê cung market, market toán hấp vendor. Mọi người có thấy là những cái chàng trai mà kiểu cung cung thần nông cung market ấy kiểu hay là kiểu hot bundle vãi chưởng, kiểu kiểu cứ bị material hot bundle kiểu gì. Người xem phải đi theo kiểu ok. Cháu Bạch Dương à? Tôi cũng rất là thích Bạch Dương. Nói chung là tôi thấy là cái người của cái cung Bạch Dương ấy kiểu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy và kiểu đem đến nhiều năng lượng tích cực cho mình ấy nên là mình rất là thích. Đấy, người yêu cũ của tôi cung Bạch Dương đúng không nhỉ? Cung Bạch Dương đúng không? Đúng rồi. Người yêu cũ cung Bạch Dương. Kiểu Bạch Dương nó nhiều lúc nó hơi trẻ con một tí ấy, nhưng mà kiểu cái năng lượng tích cực mà nó đem lại ấy, rất là dễ chịu luôn. Cháu cũng xử nữ những người bạn sinh tháng 9 á. Cháu là thần nông. Trời.
khích bạn nào mà xem stream của mình ấy, của tôi ấy, chắc là thấy tôi rất là thích cung thần nông khích. Kiểu cái kiểu đàn ông cung thần nông nó có kiểu bị bí ẩn ấy. Thực ra không phải chỉ đàn ông mà là phụ nữ cung thần nông lúc nào nó cũng có một cái sự bí ẩn rất là kiểu thôi thúc mình kiểu phải khám phá người ta, xong rồi phải tìm hiểu người ta ấy. À. Chú có xem Jojo không à? À, tôi đang đợi bữa nào rảnh thì tôi xem mà Jojo thì tôi không xem lắm, tôi đọc truyện thôi. Nhưng mà tại vì tôi đọc quá lâu rồi nên bây giờ tôi cũng chả nhớ gì. Cháu cự giải hay nổi nóng ỏ, còn phải cung gọi là cái này còn phải cung moonshine của cháu ấy. Cái sunshine là một cái, nó còn moonshine ấy, xong nó còn có AC để nhìn đời cho cung nào nè. Nói chung là cái bản đồ sao là một cái khá là hay. Chú có nói ở sẽ chim nào đấy tuần trước quên rồi. Tôi nói chung là tôi thích cung thần nông lắm. Tôi thích cung thần nông. Sau cung thần nông thì chắc là tôi thích Bạch Dương. Kiểu kiểu cái nguồn năng lượng của bọn Bạch Dương ấy nó rất là trong sáng và rất là tích cực. Kiểu nó không bị quá là vồn vã như là của Nhân Mã, nhưng mà nó lại cũng không không kiểu bị kiểm soát quá mạnh như là sư tử ấy đấy, mà nó rất là dễ chịu luôn. Tôi khá là thích cung Bạch Dương. À, tôi với cái bạn cung Bạch Dương người yêu cũ ấy, giờ bọn tôi cũng vẫn là bạn với nhau. Tại vì cái nguồn năng lượng nó dễ chịu lắm. Kiểu cái cách người ta sống, xong rồi cái cách mà người ta kiểu kiểu nói chuyện, xong rồi hành động ấy đều khiến cho mình cảm thấy dễ chịu. Cháu là Bảo Bình à? Ở Bảo Bình thì dị khỏi bàn rồi. Bảo Bình thì kiểu hơi hơi dị dị một tí. Đấy, thế đang tiện mồm mà nói về cung hoàng đạo mà mình thích thì cái gì, nhóm cháu có tính cả cháu có 5 đứa, hết 4 đứa team thể thao còn cháu team nghệ thuật. Sao đâu, mình gọi là khác biệt. Bạch Dương đúng kiểu tươi không cần tưới, nói chuyện với Bạch Dương có cọc đến đâu cũng chơi với nhau được. Cháu có đứa bạn khác giới cung Bạch Dương chơi với nhau cũng 8 năm rồi. Đúng rồi. Kiểu bạn bạn Gaia nói đúng cái suy nghĩ của chú về cung Bạch Dương luôn. Ngày trước chú với cái bạn kia ấy là kiểu bọn chú là bạn với nhau ấy, xong rồi kiểu tại vì cái cảm giác mà ở bên cạnh nhau quá là dễ chịu luôn nên là quyết định là sao mình không thử làm người yêu. Đấy, nhưng mà sau khoảng 1 2 tháng ở đâu chắc không phải 4 tháng, sau khoảng 4 tháng gì đấy thì quay trở lại làm bạn bè, và bây giờ vẫn là bạn bè đấy. Bây giờ bạn ý em ấy chứ bây giờ em ấy vẫn thỉnh thoảng lâu lâu vẫn nhắn tin cho mình kiểu để nói chuyện tâm sự các thứ, mình cũng rất là quý nó. Vừa xem chú vừa học khó học quá. Thui, thế thì thui học y. Tôi hiểu mà, không sao đâu. Học y nhá. Thích việc học hành quan trọng lắm. Thích mấy chỗ này mở quá, tôi không thể nhìn được ra là cái đoạn này là cái hoa gì. Nên là tôi cũng vẽ nó không được ấy lắm. Tôi phải tách riêng cái này ra để có gì tôi sửa lại sau mới được.
nghĩ sao về chuyện body shaming? Cháu là nạn nhân body shaming thì cháu hơi mập mạp. Nói chung là body shaming nó ở đâu nó cũng có mà. Tại vì nhiều người người ta có cái chuẩn mực cái đẹp riêng ấy. Chú nghĩ là cháu nên học cách bỏ ngoài tai đấy. Bỏ ngoài tai mấy cái đấy. Tại vì bây giờ mình càng phản kháng thì chúng nó lại kiểu càng dí mình hơn ấy. Ai cũng bị thôi à. Gọi là gầy thì bị body shaming là gầy. Trông mày gầy thế, trông mày như con nghiện ý. Nhìn cái chân của mày kìa, trông như hai cái que củi. Ớ, người ta mập là một chuyện. Ôi chịu khó. Nào cũng có những cái người như vậy mà. Chú Sky và câu chuyện người yêu của Cung Hoàng Đạo. Ỏ thôi, ai lại cắt cái này lên. Vậy nếu như mà cháu cắt cái này lên thì để tôi để tôi share, để tôi sẽ share cho bạn. Để share cho người yêu cũ. Nhớ cắt ở cái đoạn mà sếp rất là thương em và rất là yêu thương em nha. Hello Sang. Chê vì ngoại hình thì lấy đó làm động lực thay đổi. Nói chung ấy là mấy cái về ngoại hình ấy, nó là một cái rất là khó nói ấy, như kiểu là bản thân mình cảm thấy như thế nào với cái đấy. Đấy, bản thân cháu có thấy là cháu muốn thay đổi không? Bản thân cháu có nghĩ là nếu như mà bây giờ cháu gầy hơn thì trông cháu sẽ đẹp hơn không? Nếu như mà cháu kiểu nếu như mà bị thừa cân ấy thì nó sẽ bị dễ dẫn đến bệnh này bệnh kia. Đấy, cháu có thể xem xét xem là như nào. Cái câu chuyện giảm béo ấy, nó không phải là cái câu chuyện mà mình có thể gọi là một sớm một chiều mà mình giảm được đâu. Tôi nói thật, mọi người cứ hay khuyên là nếu như mà mày béo thì mày cứ giảm cân đi. Ấy, nhưng mà cái giảm cân nó rất là khó nha. Nó là một quá trình mà cái quá trình đấy, cái người ta muốn giảm cân ấy, người ta phải nỗ lực hết mình. Tại vì ấy, người ta phải hoạt động rất là nhiều. Ấy, người ta phải có chế độ ăn uống riêng. Đang nói chuyện gì thế chú ạ? À, đang tâm sự trong lúc gọi là ngồi vẽ thôi mọi người. Trời ơi, Gin ơi, cái hình này là hình gì vậy? chắc là được rồi mọi người, chắc là được. Ơi chị ơi. À, ông kia xuống liền nè. Hi hi. Ừ. Ok. Ok ok ok. Hi mọi người, em đai cưng của tôi đem cho tôi tí đồ nên là tôi xuống lấy nha mọi người. Đợi tôi một xíu, một chút thôi.
tôi quay lại rồi nè. Uầy cái gì đấy? Uầy mọi người cãi nhau cái gì à? Tôi quay lại rồi đây. Cả nhà ơi. Ủa mọi người chia sẻ nhau cái gì đấy cho tôi với. Đây tôi đây rồi, quay lại rồi mọi người. Hello ơi. Hello hello. Em tôi ship qua cho tôi khế mà ngon lắm. Khế ngọt luôn. He he. Uầy, quả khế nó to vãi chưởng, nó to hơn tay của tôi luôn. Trông đỉnh vãi. Mọi người có muốn xem không? Mọi người có muốn xem quả khế mà em tôi vừa mới ship sang cho không? To vãi chưởng. Đang nói vụ body Samsung à? Ờ, nếu lúc mình phải bỏ ngoài tai lời nói thiên hạ. Đợi tôi một tí. Đây, đợi tôi một tí. Để tôi chụp cho mọi người xem. Sao mà ai nấu ghế? Mọi người đợi tôi tí nha, tôi đang úp lên để tôi gửi cho mọi người cùng xem nè. Uầy, tôi thích ăn khế ngọt vãi chưởng luôn. Ngon lắm. Đây, đợi một xíu cho mọi người cùng xem. Em tôi nó bảo là nó vừa mới chảy xuống khỏi cây luôn. Nên là tôi đã nhúng nước cực đã và gọi là vậy vậy. Đây mọi người. Thế to vậy chưa? À mà hôm nay quên phong tục điếu cày hay sao ấy chú? Uầy thế thì hôm nay cuối buổi chợ chim nha mọi người. Cuối buổi chợ chim. Ai ở lại đến cuối buổi sẽ được. Không chua đâu. Không chua đâu. Ôi trời ơi. Ngọt lắm. Ờ thôi mọi người đừng chú ý vào tay tôi. Tôi đang muốn khoe quả khế mà. Đây này. Hít. Đã mình nên chụp ngược lại đây. Mọi người đừng chú ý đến tay tôi. Hello mami nha. Ờ, cảm ơn cháu. Thực ra tay tôi cũng bình thường thôi. Tay tôi chỉ là nó bé với cả nó không quá là gân quá. Cái gì khế chín ngon? Sao lại tay tôi ngon? Tay tôi không ngon nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã khen tay tôi. Ok vậy thôi, chỉ khoe một chút thôi. Hi hi. Em tôi ó, em tôi đem sang cho tôi ó. Ờ. Khế nhìn mọng nước nhìn ngọt nhở. Trời ơi tôi cắn một miếng mà tôi thấy ngọt vãi chưởng. Thằng bé nó vừa khoe tôi nó bảo là em vừa mới hái xuống đấy. Xong em đem xăng luôn. Khế nhìn mọng. Tay đẹp quá liệu chúng ta để bắt tay không?
tay gì chứ? Sao tay hiện nhiều gân thế à? Có lẽ là do mình hơi còi, mình hơi ốm một tí nên là tay chân mình nó hơi gân guốc, mọi người thông cảm nha. Tương lai nếu như mà mình tăng được thêm khoảng 4-5 kg gì đấy trông mình sẽ cảm ơn vì tiếng nhại. Còn quả nào không chú, con nhiều lắm. Em tôi mang ra cho tôi cả một túi to đùng cơ. Hích. Ai mà mải ăn quá lại quên không ngồi vẽ rồi. Chính của buổi sờ chim hôm nay vẫn là ngồi vẽ nha mọi người. Phải vẽ vui, vẽ vui. Em có tâm dạy chứ còn gì nữa, hích. Chị em tốt mà. Bên nhau những lúc khó khăn. Quý lắm, quý lắm. Chú chia tay với cháu được không? Nếu như mà điều đấy làm cháu vui thì chú sẽ chia tay với cháu nha. Sao tay chú cháu nghĩ đến mấy thằng nghiện. Thôi đừng như thế. Uầy, tôi thề luôn là nhiều lúc tôi cũng gọi là ngại lắm. Thôi đây để tôi tắt đi cho các bạn đỡ mất tập trung, để tôi tập trung ngồi vẽ. Đấy thì tôi bảo với các bạn này, đấy bạn thấy chưa? Đấy, tay mà gầy quá thì bảo là sao trông giống mấy đứa nghiện thế. Còn tay người ta mà kiểu trông hơi chúng chím, hơi múp mi một tí thì lại kêu là mập. Chả hiểu kiểu gì. Hừm. Cháu đang thấy cái model FPT ngay bên cạnh màn hình, chắc để chống lag tối đa nhỉ. Yeah, tôi kiểu cái con FPT của tôi đúng kiểu là tôi nó phải ở đây mọi người ạ, nó phải ở đây. Mà mọi người đừng nói như vậy nha, nếu như mà bây giờ mọi người bảo là tay tôi trông giống nghiện thì tôi sẽ khá là buồn đấy. Ta lại của thu sức nào nhiều. Thôi đừng. Hello Thư nha, hello cháu yêu, hết cháu yêu vào protect chú nè. Các bạn đang kêu là chú giống nghiện quá. Nhưng người ham ăn kết hợp với ăn chậm. Ngon. Đúng rồi, nghiện cái gì mà nghiện. Tôi ngày nào cũng hút thuốc lào mà tôi có nghiện đâu. Đúng không? Gì không có nghiện ngập gì cả. Ở đây chúng tôi chỉ có những con người văn hóa thôi nha mọi người. Hello Fushi, lâu lắm rồi không gặp. Hello hello. Tôi vẫn nhớ đó nha. Nhớ tất cả mọi người luôn. Chỉ là không biết là mọi người có nhớ tôi không. Mình cảm thấy mà mix màu vào đây nó bị không được xinh lắm ta. Chú ơi, cháu không biết ăn khế nên cháu xin bàn tay chú nhé. Không, không cho đâu. Mới chê tay người ta nghiện xong rồi lại xin. Không, không cho. Chú uống Milo chục năm rồi có nghiện đâu. Đúng rồi, có nhiều cái mình làm rất là nhiều nhưng đâu phải là mình nghiện đâu mọi người. Tôi không biết là mọi người có đang khen tôi thật không nữa, hay là mọi người đang cố gắng an ủi tôi nữa. Kiểu ở đây mọi người có ai bị tự ti không? Kiểu tôi thực ra tôi rất là tự ti với tay của tôi ấy. Tại vì tay của tôi nó rất là bé. Tay đẹp quá chú ạ. Cảm ơn cháu yêu. Ơ kìa, sao lại có tay nữa? Tay của tôi chắc là
Mọi người biết cái pin tiểu không? Cái pin tiểu cái pin Toshiba ấy. Đấy. Thì cái cổ tay của tôi có chiều đấy, cổ tay của tôi bằng với cái pin đấy. Bằng với cái cục pin đấy, mà cái cục pin đấy chỉ có vài cm, tầm khoảng 3-4 cm thì đấy. Đây, chú gầy quá, tôi xương có ăn được đâu, chiên xù chắc ngon á. Thôi các bạn dám rê. Ở cái pin Toshiba ấy. Đấy thì cái cổ tay tôi bằng với cái pin đấy nha. Mà đấy là mới chỉ là chiều ấy chứ nó không phải là chiều ngang chứ tiên thế sư đó chứ cáu thế. Tay nhỏ dễ cầm nắm, anh em tránh ra. Ôi dồi ôi. Nói chung là tay nhỏ thì nó có nhiều cái á. Tôi chỉ thấy nó hại thôi, tôi chưa thấy nó lợi gì cả. Tôi bảo mọi người là bây giờ ấy, mình nhớ lúc mình rất là muốn làm đẹp đúng không? Mình rất là muốn là có một cái nhẫn đáng yêu hoặc là một cái nhẫn cute, phô mai que gì đấy. Nhưng mà tôi không đeo nhẫn được mọi người ạ. Tại vì tay tôi nó bé, xong rồi thực ra cổ tay tôi nó cũng bé. Nên là tôi không thể đeo nhẫn được, tôi cũng không thể đeo vòng được. Và tôi cũng không thể đeo đồng hồ được luôn. Vì đeo vào trông nhìn nó sẽ rất là kịch cỡm, trông nó rất là xấu. Cháu gầy nhưng không quá cao. Đấy, tôi cũng thích. Thôi đừng nhắc đến chuyện chiều cao nữa mọi người. Tập trung vào buổi sở chim ngày hôm nay đi. Đi hơi xa chủ đề rồi đấy. Sao tự dưng lại nói về bàn tay tôi vậy? Mọi người lại mơi mơi để tôi nói là bàn tay tôi đúng không? Oe oe. Tôi muốn trở thành điêu cày của chú. Gì vậy? Tôi trở thành con chuột. Mọi người ăn khế thì mọi người có thích ăn chua không? Tôi không ăn được chua lắm, ăn chua cứ hay bị kiểu hay bị buốt óc ấy. Tôi cũng không hiểu làm sao nữa, kiểu nó kiểu nó cứ bị chua quá ấy. Anh em cảnh sát dân liêm sỉ. Ôi ok mọi người. Thôi tay gì nữa, gì đâu. Cái hình xăm này hơi ấy một tí nên là tôi sẽ mix nhẹ nó vào, tôi sẽ mix nhẹ thêm màu để cho nó nổi hơn ấy. Thôi đừng ấy để thành con lu nữa. Trời ơi. Tay thôi mà mọi người, nếu như mà mọi người thích thì tôi cho mọi người xem. Đấy, mọi người có thể thấy là tôi không để móng tay, tại vì để móng tay nó không chơi điện tử được ấy. Tại khi mà tôi chơi điện tử, cái móng tay tôi mà nó cứ đập đập vào cái bàn phím ấy là tôi bị khó chịu ấy. Hello Mura. Hello pet you. ASMR à? Ăn khế không cháu? Ăn khế không?
Đúng rồi, ghi nó đang ốm đấy, mọi người có gì hỏi hỏi thăm sức khỏe con bé nha. Thời tiết chuyển mùa này dễ ốm lắm. À thế chú ăn không vậy à, không có đồ chấm à? Thực ra tôi có súp hảo hảo đấy, nhưng mà tại vì khế ngọt mà mọi người, nên là ăn không cũng được. Ừ, gieo vần hay. Tôi vẫn đang vẽ mà mọi người, đây là sờ chim vẽ kết hợp ASMR nha. Em đầy ho rung cả người, ôi rồi ôi, đấy khổ thân. Thôi, nghỉ đi em. Ấy kẹo ngậm không? Lấy kẹo ngậm không? Thân. ASMR là gì vậy chú? À cái âm thanh mà kiểu kiểu mấy cái âm thanh khác nhau ấy, có người thì là ASMR ăn uống chẳng hạn, như tôi là tôi đang ăn khế nha mọi người. Ngon. Uầy, Gin vẫn đang treo ở đây từ nãy à em? Em có thấy cái lúc mà anh gọi là mắng mỏ cái hình xăm của em không? Đấy, lướt lên đọc 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 thơ nha các bạn. Nãy giờ tôi đang vẽ tôi chưa thể lướt lên được. Cái gì? Watashi wa Kira Yoshikage là gì vậy chem? Là gì vậy? Jojo à? Hay gì? Cái gì? Đấy người người ta ASMR người ta chỉ sâu mồm thôi ấy. À cái đấy là Jojo à? Tại tôi không xem ấy, có nhiều cái tôi không biết. Chim múc bang à? Uầy, tôi mà sờ chim múc bang thì chắc là cái sờ chim múc bang đấy của tôi phải dài mấy tiếng, chỉ có tiếng là tôi ăn nhóp nhép thôi mọi người. Múc bang khế. Khế ngọt nha. Ở đây có ai thích ăn chua không? Tôi ăn chua không giỏi lắm nên là tôi rất nể những bạn nào mà ăn chua được. Tôi chỉ ăn được cay thôi, kiểu càng cay thì càng ngon. Mày thế gọi là cái ấy của Gin chỉ có một cái thôi mọi người, chỉ có một bên tay của Gin có hình xăm thôi. Nếu hai tay của Gin đều có hình xăm thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Cái con màu tím kế bên là con nào đấy chú? À con đấy chắc là con spirit của Gin nha mọi người. Con spirit của mô đồ mới của Gin á. Chứ tôi thì tôi cũng không biết. Cho tới khi anh thấy cái lưng của em.
Thôi em đừng. Dàm rê. Xin em đừng. Đừng làm như vậy với anh. Em như ánh chiều tà, anh nắng chiều xả xuống bên anh. Nước chấm tự pha, muối ớt thì perfect. Tôi chỉ thích ăn với gọi là chấm với súp hào hào thôi mọi người. Còn với những cái khác thì tôi ít thử lắm. À cái này ngọt mà, cái này ngọt lắm nên là không cần phải. Sao nay trời cứ hơi nóng nóng ta. Ngón ở đây đúng không? Nay cứ ẩm ẩm á chú. Ở thời tiết hôm nay hơi khó chịu một tí, nó cứ nóng nóng sao á. Cháu không thích ăn ngọt lắm nên ăn bánh trôi cháu toàn chấm mắm. Ủa tại sao cháu lại ăn bánh trôi chấm mắm vậy? Ơ cái bánh trôi nó ngọt mà. Trời ơi dằm rê. Dừng lại đi. Không. Không đâu. Tôi cũng không phải là người thích ăn ngọt lắm nhưng mà bánh trôi thì nó vẫn phải ăn một cách bình thường chứ sao lại chấm mắm. Đừng như vậy. Hãy bảo vệ nền ẩm thực nước nhà. Ăn lạ đi. Cái gì đấy? Oreo chấm mắm. Ờ à, thích. Quá đủ internet cho ngày hôm nay rồi mọi người ơi. Đã đến lúc đi nằm nghỉ. À hôm trước tôi hôm trước lúc mà tôi đang chạy deadline mới hôm chủ nhật thôi thì tôi có đứa em nó gọi điện cho tôi. Nó nói chung là nó gọi điện tâm sự các thứ thôi. Nó tâm sự bảo là kiểu tự dưng bây giờ cái thằng bạn thân của nó ấy lại tỏ tình với nó, nó đang không biết như nào. Đấy thì kiểu thực ra là cái mối quan hệ của chúng nó cũng tôi là người ngoài nên tôi không thể nào biết được. Nhưng mà con bé nó tâm sự, nó bảo là cái thằng đấy rất là tốt với nó nhưng mà kiểu nó đã thử cố gắng rồi nhưng mà kiểu không thể yêu được cái thằng đấy, không biết vì sao nữa. Thế là tôi mới cho nó lời khuyên. Thế tôi bảo nó là nếu như mà em cảm thấy là em có thể cố có thể cho bạn ấy một cơ hội đấy, cho bạn ấy một cơ hội thì em có thể cho thử, xong rồi còn không thì anh nghĩ là thôi đấy, là thôi em nên rõ ràng với bạn ý chứ đừng kiểu đừng con mà kiểu quay con nhà người ta như thế nó cũng không phải. Thì bạn thân mà nó thích nhau thì kiểu cảm giác nó hơi bị kỳ kỳ ấy. Thì đấy tôi có chia sẻ câu chuyện cho nó, xong rồi tôi có kể nó như này. Ngày xưa ấy, không biết là các bạn còn nhớ không, tôi từng kể là tôi có một người bạn rất là thân, học ở trường chuyên đấy, học ở trường chuyên và bạn ấy rất là giỏi. Thì cái bạn mà nhớ được cả cái quyển Pokemon ấy, thì bạn ấy ngày trước là bạn ấy có theo đuổi tôi.
Nói chung là cái đợt đấy nó cũng nhiều chuyện xảy ra ấy, xong rồi tôi cũng bảo với bạn ý là đừng 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 có theo đuổi tôi, vì tính tôi nó dị lắm, tốt nhất là đừng. Nhưng mà xong rồi bạn ấy vẫn cố gắng theo đuổi tôi ấy, xong rồi để thành ra cuối cùng là nó lại là một câu chuyện nó không được hay lắm. Đúng rồi, bạn thân thì phải từ chối rất là dứt khoát đúng không? Nhưng mà tôi đã từ chối bạn ý kiểu kiểu hết nước hết cái rồi. Tôi đã từ chối lắm rồi luôn. Nhưng mà nó vẫn kiểu nó không nghe á. À đấy, trong lòng tôi chỉ có một mình Kakashi thôi mọi người. Thế thì tôi từ chối bạn ý nhưng mà bạn ý không nghe. Rồi xong rồi bạn ấy có nhắn với tôi là cái gì mà là bạn ấy sẽ thay đổi, tức là nếu như mà tôi không ưng ở bạn ấy một cái gì đấy thì bạn ấy có thể thay đổi để cho tôi thích bạn ấy hơn. Nhưng mà chuyện tình yêu nó không phải là như vậy. Mọi người hiểu không? Là mình sẽ không thể là mình ép buộc bản thân mình trở thành một người như thế này như thế kia chỉ bởi vì người kia thích ấy. Trong tình yêu là hai bên đều phải được thoải mái. Đấy, mình phải thoải mái thì mình mới yêu thương nhau, mình mới cho nhau những thứ tốt nhất được chứ, đúng không? Là cái lúc mà bạn ấy nhắn như thế cho tôi rất là buồn luôn ấy, tôi rất là buồn. Và sau đấy tôi còn nói chuyện lại với bạn ấy rất là nhiều lần. Tôi còn nói chuyện với bạn ấy rất là nhiều lần nhưng mà lúc nào bọn tôi cũng vẫn kết thúc ở một cái điểm là bạn ý cố gắng không hiểu những cái lời mà tôi nói. Đấy. Nhưng mà thực ra bạn ý là một người rất là tốt nha. Bạn ý rất là tốt, bạn ý rất là giỏi. Không có gì ở bạn ý mà chê trách được hết ạ. Như kiểu là gia đình bạn ý rất là ok này. Nếu không muốn nói là giàu nha. Đấy. Nếu bạn ý cũng rất là giỏi, bạn ý học giỏi này. Nói chung là chả có gì chê bai được. Chả qua là bạn với mình là bạn của nhau ấy. Bây giờ mà yêu nhau thì nói chung nó cũng nhiều vấn đề. We are friends. Đúng rồi đấy, we are friends. Chúng mình là bạn thôi. Hết nghĩ đến là tôi lại thấy, nói chung là cái cảm giác là như này mọi người, khi mà mình yêu một ai đó ấy, thì mình phải yêu bản thân mình trước ấy, mình phải là người trân trọng bản thân mình nhất, thì rồi sau đó là cái người kia nó người ta mới có thể yêu thương mình được chứ, đúng không? Mình không thể nào là vì người ta thích như thế nên mình sẵn sàng có thể thay đổi chính bản thân mình thành một gọi là thành một cái thứ gì khác được, như thế nó đóng giả vậy mệt lắm, mà rồi sẽ đến lúc mà các bạn không đóng giả được nữa đâu. Tôi chỉ xem cậu là bạn. Tôi nói cái câu đấy rất là nhiều rồi. Bạn hiểu không? Tôi nói cái câu đấy rất là nhiều rồi. Tôi thậm chí là tôi đã hỏi bạn ấy là tôi từ chối bạn ấy nhiều như vậy mà bạn ấy không thấy buồn à. Nhưng mà bạn ấy kiểu bạn ấy vẫn rất là ấy. Đâu nhỉ? Để tôi đợi đợi tôi một tí, đợi tôi một tí. Hôm đấy tôi có cáp màn hình và tôi có gửi sang cho con em tôi. Tôi có cáp màn hình và tôi có gửi sang cho em tôi. Mọi người đợi tôi tí để tôi tìm ở trên cái iPad xem. Cái việc mà mình chỉ xem người ta là bạn ấy, mình rất là rõ ràng với người ta nhưng mà người ta lại không ấy như thế. Nói chung là cái này
là cái này là kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với mọi người, là sau này nếu như mà có một trường hợp nào mà kiểu người ta gọi là người ta từ chối bạn ấy, đấy người ta từ chối bạn như thế thì có nghĩa là thôi, đấy là thôi, đừng cố quá. Nhưng mà tôi phải nói trước là cái bạn đấy của tôi rất là tốt nha, cái người bạn của tôi rất là tốt luôn. Và cái bạn đấy không có gì để chê ở cái bạn đấy cả, cái bạn đấy rất là tốt tính, rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Chỉ là vấn đề ở đây không phải là ở bạn ý mà nằm ở tôi, tức là cảm xúc của tôi là tôi không có cảm xúc với bạn ý nha. Trước khi tôi cho mọi người xem cái này, tôi muốn mọi người gọi là giữ vững gọi là tinh thần là bạn ý không có lỗi. Đấy, bạn ý không có lỗi, bạn ý thích mình. Chỉ là mình không thích bạn ý thôi. Đấy, mình không thích bạn ý, mình cảm thấy mình với bạn ý không hợp nhau. Đấy. Cho mọi người xem cái này nhanh thôi nha. Đấy, mà mọi người đừng có mà nặng nề nhá. Trời ơi, cái này lâu lắm rồi, từ 2014 rồi. Bạn ấy theo đuổi tôi từ hồi mà tôi học cấp 3. Đấy, bạn ấy hỏi tôi là đang làm gì thế thì tôi bảo là tôi đang nằm. Đấy, tầm mấy giờ thì nấu cơm chốc nữa ở đây. Tôi zoom lại cho. Eo ơi, bây giờ đọc lại cái dòng chat ngày xưa của mình thấy cờ ring gì ấy nhở? Ngày xưa cứ phải a còng với cả ô, gọi là vuông ô với cả ô hai chấm ô. Đấy, nó là như thế đấy mọi người. Đôi khi là cái gì khi chưa 18. Không bạn, cái lúc này là tôi lớn rồi. Cái lúc này là tôi cũng vẫn lớn rồi. Là tôi cũng vẫn già rồi, là tôi vẫn trên rồi. Tôi vẫn trên đấy rồi. Đấy, mình đã rất là cringy mà. Nói chung là cái này lâu rồi mọi người, 2014 rồi. Lúc đấy là tôi tôi cũng lớn rồi, tôi cũng lớn rồi. Tôi cũng trên 18 mà. Mà đây là bạn ấy đã theo đuổi tôi từ rất lâu trước đấy nhá. À, tôi luôn luôn bảo với bạn ấy là mị chỉ coi bạn là đồng chí thôi ấy. Eo ơi, ngày xưa xưng là mị ạ, kinh vãi ồn. Đã các bạn, thực ra cáp đi, cái lúc mà tôi cho các bạn xem này là tôi cũng chỉ là các bạn, nói chung là các bạn cáp lại thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả. UWU à, UWU thì không có. Ơi không, mọi người đừng, tôi bị cơ đinh di khi mà nhìn thấy mấy cái. À, buồn cười quá. Đấy, chỉ là cho mọi người xem là tôi gọi là ngày xưa tôi từ chối rất là rõ ràng luôn, là tôi chỉ coi bạn là bạn thôi đấy. Mị, ngày xưa xưng là mị mà mọi người, mị. Hôi hề hôi mọi người. Ai mà chả có từng có lúc trẻ trâu đúng không mọi người? Nhưng mà lúc đấy chắc là tôi vẫn tôi cũng già rồi, lúc ấy tôi cũng cũng lớn rồi. Mình chỉ coi đồng chí là bạn. Ngày xưa bọn tôi xưng hô với nhau như thế mà mọi người, tại bởi bọn tôi quen nhau từ rất là sớm luôn, bọn tôi quen nhau từ hồi cấp 3 à cấp 2, lúc đấy bọn tôi kiểu xưng hô chỉ có bạn tớ, cậu tớ chứ làm gì có cái trò mà xưng hô kiểu kiểu ông tôi các thứ. Ông tôi là ngày xưa bọn tôi không xưng hô như thế đâu. Không xưng hô thế đâu. Chú cứ nhấn mạnh từ friend là được. À,
ăn nửa tiếng mới xong một miếng khế. Bọn trẻ bây giờ toàn mày tao á. Thôi tùy thôi, người ta cảm thấy thoải mái với cái xưng hô đấy là được mà, không phải bắt bẻ. Kệ tụi nó. Nói chung là đôi khi kể cả mình rõ ràng, rõ rệt đến đâu ấy thì người ta cũng... Tại vì là người ta thích mình nên là... Mà cái cảm giác mà khi mà bạn thích một ai đó ấy, thì kể cả người ta khác có nói như thế nào thì bạn cũng không thể một phát mà bạn thôi luôn là bạn đéo thích người ta nữa được ấy. Không được. Sợ một lúc nào đó chú sẽ gọi kênh chat là friend à? Không đâu các cháu yêu, chú chỉ gọi các cháu là cháu thôi. Tại vì thực ra là các cháu hơi bé quá để làm bạn. Kiểu vậy ấy. Thích nói ra thì lại bảo là phân biệt. Theo góc của tôi thì được. Cháu cũng đang bị như chú mà bạn nữ ấy không dám nói, cứ đối xử tốt làm cháu thấy mình lợi dụng quá nên từ chối khéo hay sao ý ạ? Khó quá. Thế thì cháu phải chủ động thôi. Ê, cái A3 của cháu là thầy ba này, chú cũng rất thích xem thầy ba. Như tôi đợt đấy là tôi kiểu tôi né hoàn toàn bạn ấy luôn, là kiểu tôi né vãi trưởng. Đúng là tôi không nhắn tin không gì cả. Bạn ấy luôn luôn cố gắng tạo các cuộc trò chuyện với tôi nhưng mà tôi thì kiểu tính tôi rõ ràng lắm, một khi mà tôi đã coi ai đấy là bạn rồi thì người đấy sẽ kiểu là mãi mãi là bạn của tôi. Tình bạn của chúng ta sẽ là vĩnh cửu. Chú cháu dôn, đúng nha, chú cháu dôn đấy, các cháu là cháu yêu của tôi. Nói chung là nghe giọng thì có thể nghĩ là tôi kiểu tôi còn trẻ các thứ ấy. À, thật ra thì kiểu cái tuổi này nó cũng được coi là lớn rồi, là bắt đầu là gọi là già rồi. Xung quanh tôi bạn bè đã lập gia đình đấy, còn tôi ngồi đây khoe cho các cháu về mèo waifu của tôi là Kakashi. Ôi không. Gọi cô được không? Không thích đâu, gọi chú đi. Gọi chú nha. Thích là gọi là chú cơ. Bạn cháu huynh đệ chí cốt. Ôi giời. Thôi tùy theo cách gọi thôi, mình cảm thấy thoải mái với cái cách gọi của mình là được mà. Cháu từng thích một bạn nữ, giờ nghĩ lại cháu trẻ trâu VL. Ôi ai mà chả từng có những mối tình học sinh ngây thơ hả mọi người. Cứ thích đi có sao đâu. Mình còn trẻ ấy, là mình còn phải ngã nhiều. Đấy, mình phải ngã nhiều vào. Đấy, từ những cái ngã đấy mình sẽ kiểu trưởng thành hơn. Như là kiểu hồi còn trẻ tôi ngã nhiều vãi trưởng, nên bây giờ tôi mới có những câu chuyện để kể cho các cháu nghe này. Là bởi vì hồi còn trẻ tôi ngã rất là nhiều. Không phải là ngã bình thường đâu mọi người, ngã dập mặt. Có một bạn theo đuổi cháu, lúc đầu cháu không để ý, giờ cháu cũng thích bạn đó nhưng giờ cháu chưa muốn yêu sớm, giờ sao chú? Ôi tình cảm nó đến thì làm gì có cái chuyện mà. Đấy, bây giờ cháu có hai sự lựa chọn ấy, một là cháu sẽ thôi, đấy, một là cháu sẽ thôi, là cháu bảo bạn ấy là cũng thôi luôn. Đấy là hai đứa chả có gì với nhau. Bình thường, easy. Đấy, còn chỉ là cháu sẽ cảm thấy rất là hối tiếc sau này đấy. Sau này cháu sẽ cảm thấy rất là hối tiếc. Như kiểu là nếu như mà nhỡ lúc đấy mình với bạn ấy thế này, mình với bạn ấy thế kia thì chuyện nó sẽ như thế nào. Đấy. Còn nếu mà cháu không muốn yêu sớm thì cháu có thể bảo với bạn. À,
là ngày xưa bọn tôi mà kiểu thích nhau là bọn tôi kiểu triển mẹ luôn. Triển luôn bạn ơi. Không phải nói nhiều. Cậu thích tớ, tớ thích cậu, chúng mình là người yêu của nhau. Đấy, xong rồi đưa đón nhau trên con xe đạp cà tàng này, con xe đạp màu đỏ nha mọi người. Đấy, con xe đạp màu đỏ cà tàng này. Xong rồi tại vì hồi đấy, nói chung là hồi đấy làm gì đã có điện thoại di động hả mọi người? Hồi đấy chỉ có một vài người có điện thoại di động thôi. Nên là bọn tôi sẽ phải gọi điện với nhau qua máy bàn. Gọi điện với nhau qua máy bàn. Alo, rất là hiếm khi mà được nghe thấy giọng bạn nha. Mà sẽ được nghe thấy giọng bố của bạn hoặc là mẹ của bạn. Và là alo, đấy cháu tìm bạn X có gì không? Và là, vâng, cháu tìm bạn X để hỏi bài ạ. Đấy, xong rồi gọi là ơi, X ơi, xuống ơi, bạn hỏi bài này. Đấy, xong rồi nói chuyện cũng lấy lý nha, lý nhí là ôi, tớ nhớ cậu lắm, ơi ngày mai gặp lại nhé. Ôi, thứ hai mới được gặp nhau à. Ôi, tớ nhớ cậu rất nhiều. Xong rồi tình cảm trong sáng đáng yêu nó chỉ có là những cái nắm tay kiểu giống như là mình đi trên đường, mình đi cạnh nhau, xong rồi hai cái ngón tay mình chạm vào nhau ấy mọi người. Kiểu mình hơi hơi chạm vào nhau, xong rồi mình rụt lại vì mình bị xấu hổ. À trời ơi, xến quá, nhưng mà nghĩ lại thì cũng khá là vui mọi người ạ. Xong rồi kiểu ngồi cạnh nhau vào mùa đông ở trên lớp, không có cái trò ôm nhau đâu mọi người, không có cái trò ôm nhau đâu, chỉ là ngồi ấy, xong rồi kiểu mọi người có biết là hai cái giày không, kiểu hai cái giày, xong rồi để hai cái giày sát hai cái đầu giày chạm vào nhau. Ôi trời ơi, nhắc lại mà tim tôi vẫn đập rất là mạnh luôn mọi người ạ. Vì những cái ký ức đấy với tôi nó rất là tươi đẹp và nó rất là dễ chịu luôn. Tôi nhớ lại tôi vẫn thấy thích. Kiểu ngày xưa những cái tình cảm nó, những cái tình cảm ngày xưa nó nói chung mà nó đơn giản, nó ấy lắm. Chỉ là đôi khi chỉ là hôm nay tớ mang đi hai hộp sữa thì tớ cho cậu một hộp thôi. Thế là xong rồi tình cảm cứ thế mà nó đi lên. Xong rồi có một lần như này. Có một lần, một trong những cái hôm mà tôi khiến cho tôi rất là đổ và tôi rất là thích bạn V ấy, là bởi một cái là hôm đấy tôi hôm đấy tôi hơi mệt một tí. Đấy, hôm đấy tôi hơi mệt một tí. Thế là lúc mà tôi xin thầy để ngồi nghỉ ở trong cái giờ thể dục ấy. Đấy thì V nó rất là để ý đến tôi ấy. Tại vì lúc ấy tôi đã rất là mệt rồi, tôi mệt lắm, kiểu mặt tôi bắt đầu trắng bệch lên. Thế lúc mà tôi ngã xuống thì bạn V chạy tới đỡ tôi và gọi là bế tôi xuống phòng y tế. Ôi, trời ơi, những cái câu chuyện tại sao bây giờ nhớ lại lại cảm thấy nó kiểu thanh xuân vườn trường bãi trưởng ấy. Đúng kiểu tại vì nó là tình cảm học sinh mà mọi người, nó là tình cảm học sinh, nó rất là trong sáng. Bây giờ mình nghe mình nói chuyện mình có thể xến như thế thôi, mình thấy là à thì sao mà nó xến thế, nhưng mà sự thực ấy, khi mà các bạn trải qua vào cái khoảnh khắc đấy, các bạn sẽ không bao giờ quên được nó luôn ấy. Ôi nhiều kỷ niệm quá. Thích vui rẻ. Đấy, xong rồi là còn có những cái ngày mà mình những cái ngày mà kiểu những cái ngày lén chạm tay thì nó không nói làm gì các bạn ạ. Sẽ có những cái ngày mà giống như là mình được dịp thể hiện trước mặt những cái người mà mình thích ấy. Như kiểu là tôi rất là dành mấy cái máy tính các thứ ấy, chẳng hạn. Tại vì nhà tôi mở quán net và mọi người, tôi tiếp xúc với máy tính từ sớm lắm. Nếu như mà bạn không biết thì tôi có thể hướng dẫn cho bạn, hiểu không? Tôi có thể là đây để tôi đánh cho cậu cái này. Cái chỗ này cậu phải làm như thế này này. nhiều đường quá mọi người ơi. Nhưng mà tôi rất là thích cái quãng thời gian kiểu đấy. Nó rất là nó không toan tính gì luôn ấy mọi người. Nó sẽ không phải là kiểu một túp lều chanh hai trái tim vàng đâu, mà nó chỉ là cái tình cảm gà bông, những cái rung động đầu đời của các bạn khi mà các bạn lần đầu tiên tiếp xúc với một người nào đấy khiến cho các bạn cảm thấy thích ấy. Hỏi chấm ông nè,
Bây giờ gọi điện tòa bảo là toàn quên cái gì đây? Sao tự dưng lại thiểu năng quá? Người ta đang chia sẻ về những cái câu chuyện đáng yêu cute. Ý phải cho 300 giây mới được. Nãy giờ hèn quá, hiền quá nên là các cháu ấy bắt đầu được ăn trên lần đầu. Cho 300 giây nhá. Láo nháo ấy. Úi giời, vẽ gìn à. Ồ, đúng rồi nha. Đúng rồi nha, Hikaru. Đang tỉa lòi kèn, đang định làm cho gìn bộ nail mới. Tại vì thấy bộ nail đen nó đang hơi bị, kiểu nó đang hơi bị tối quá. Nên là tôi định là mix thêm cho gìn một tí màu sắc ở bộ nail. Đưa em gái đi làm nail. Ôi, tôi cảm thấy bản thân mình tối cổ quá. Có gì đâu, người ta chỉ đang chia sẻ về cái ấy thôi mà. Về thì gọi là tình cảm thanh xuân vườn trường thôi mà. Ông nói bản thân ông mà chú, ủa vậy hả? Nhưng mà người ta đang kể chuyện của tôi mà. Tôi đang kể chuyện các thứ mà. Oe oe, các bạn không nghe à? Sao lại oan ức với tôi như vậy? Tôi đang kể những câu chuyện đáng yêu cute phô mai que mà. Mọi người không nghe à? Sao mọi người lại bàn đến chuyện khác? Như thế là lệch khỏi topic rồi. Tôi cho 300 giây thôi. Tụi cháu thế bây giờ có người yêu trong lớp khi tụi nó mới lớp 8. Ôi, yêu sớm không sao. Nói chung là tôi thấy kiểu cái rung động đầu đời thì các bạn cứ rung động, các bạn cứ gọi là thoải mái thôi. Tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Bây giờ làm gì có ai cưỡng cầu được là ép mày là không được yêu người này, không được yêu người khác. Còn có con nữa kìa. Nói chung là cái có bầu nó là một cái rất là... Thôi mọi người có thể thôi đừng nhắc đến câu chuyện đấy được không? Các bạn có biết không, bây giờ bạn tôi ấy, bạn tôi nha, bạn tôi học cùng lớp tôi ngày xưa ấy, bây giờ bạn tôi ấy, con nó đã vào lớp 1 rồi. Đấy. Và gọi là chúng nó đã kiểu rất là có chồng này, có con này, có đứa nó chuẩn bị lấy chồng thứ hai rồi. Đấy. Còn tôi ngồi đây và khoe với các cháu là tôi chuẩn bị đi làm nail cho em gái tôi. Em gái animu của tôi. Đấy, trẻ ngày nay nó chơi trội lắm. Thôi kệ đi, tại vì mọi người cũng đừng gọi là đừng nặng quá. Tôi nghĩ là mọi người không nên nặng nề quá với các bạn trẻ. Đấy. Tại vì chúng nó còn trẻ thật. Đấy, trẻ người non dạ mà có nhiều cái là không thể một phát mà biết luôn được đâu. Cái đấy là chia sẻ thật lòng ấy. Có nhiều cái là mình phải ra đời, mình phải va vấp các thứ thì mình mới biết được, mình mới hiểu được. Có những đứa mà nó kiểu nó tự vỡ ra được, nó tự hiểu được ấy thì không làm gì. Nhưng mà có những người ấy, người ta không phải lúc nào người ta cũng tự vỡ ra được như thế. Đấy, người ta phải là trải qua một cái gì đấy xong rồi người ta mới học được từ cái đấy. Chú vẫn đấy ở đâu? Tôi ế đâu mọi người này. Tôi là Canon với Kakashi nha mọi người. Đấy, tôi là chồng của Kakashi nha. Tôi còn có vợ yêu của tôi là Deadline nữa chứ. Uầy. Thế mà lại bảo là tôi ế, làm gì có cái chuyện đấy mọi người ơi. Tôi, mọi người nhầm tôi với ai rồi? Nhầm lại nhầm với ai rồi đúng không? Làm gì có lại nhầm rồi. Tôi là người có đôi có cặp đàng hoàng. Lý thuyết không bằng thực hành. Mình phải thực hành nhiều vào, phải thực hành, phải trải qua nhiều vào. Tôi bị nói chung là cái lúc mà tôi còn trẻ, tôi cũng trải qua nhiều nhiều mối tình với cả trải qua nhiều sóng gió. Nên là bây giờ tôi thấy là tình yêu nó là cái gia vị gọi là có thì đời thêm đẹp đấy. Còn không có thì thôi. Đấy, còn không có việc mới chết nha mọi người. Không có việc mới chết. Không có việc, không có tiền lúc đấy là mới chết. Còn không có tình yêu thì ok. Không sao cả.
chú chung vợ với cháu à? Ơi rồi, vợ deadline thì deadline là vợ của nhiều người lắm, chúng mình gọi là chung chia sẻ cũng được, tình cảm cho tình cảm. Hai cháu người yêu tên cô ấy là đến lại. Chú đào hoa quá trời ơi các bạn. Ngày xưa tôi cũng từng là, à thôi phải nói câu đấy nha, kinh quá tôi sẽ không nói câu nơi đấy đâu. Tôi sẽ không nói, bỏ bỏ qua vấn đề này nha mọi người, bỏ qua vấn đề này. Cháu còn một cô vợ nữa. À đù, còn à? Tôi cũng đang cố gắng để có thêm một cô vợ nữa đây mọi người. À đâu, gọi là cô vợ thì không, thì hơi quá, cô vợ thì hơi quá. Cô đơn. Cái gì mà buồn vậy? Gì mà buồn vậy? Đấy, tôi cũng đang cố gắng để gọi là mọi người cũng thấy đấy, bây giờ ở cái liên minh ấy, cái đấu trường chân lý nó đã ra chế độ cặp đôi hoàn hảo. Đấy, nên là nhờ cái chế độ đấy các bạn có thể quen được thêm với rất là nhiều người. Như tôi là tôi đã mở được hẳn một lớp tổng tài bá đạo nhờ cái game đấy này. Uầy, bây giờ tôi là có gọi là có lứa đào tạo học sinh các thứ nha. Vợ của cháu là bộ y tế ha? Không phải là boy tệ à? Không phải boy tệ mà là bộ y tế à? Nó tại vì nó viết tắt là nó viết tắt là boy tệ, là tôi kiểu cứ boy tệ nhắn tin nè. Ôi, tí thì rơi bút. Bố mẹ cháu bảo là 25 tuổi không cưới vợ thì biến ra khỏi nhà và ép cháu đang ở trọ thế nào. Cái gì 25 tuổi cưới sớm thế? Thôi bố mẹ ơi, tầm đấy là vừa mới ra trường các thứ, công việc nghề ngỗng còn còn chưa đâu vào đâu, bố mẹ lại bảo là cưới vợ. À nếu như mà bố mẹ cháu bảo là nếu như mà mày cưới vợ thì tao sẽ cho mày kiểu tiền xong rồi mua nhà cho mày, để mày lập nghiệp các thứ, thì lúc đấy suy nghĩ lại sau nhá. Bây giờ cháu mà cưới vợ xong nó còn nhiều cái lắm, cưới vợ xong sẽ là bao giờ thì đẻ ấy. Còn nếu như mà vợ chồng không đẻ thì như nào? Vợ chồng không đẻ thì suốt ngày bị giục luôn. Đầu tiên là suốt ngày giục là bao giờ thì cưới ấy, cưới xong rồi lại giục là bao giờ thì đẻ. Ui, đừng có mà lừa, đừng để bị lừa nha cháu yêu, đừng để bị lừa. Cháu hôm nay cháu còn quá nhỏ cho mấy nhỏ trong kính chat. Đôi khi tuổi tác nó chỉ là những con số thôi cháu. Có những người người ta còn trẻ nhưng mà người ta đã trải qua nhiều chuyện khác nhau ấy. Đấy, quan trọng là cái lúc mà mình sống thì mình kiểu mình học được những cái gì. Bây giờ đầy bạn, đầy những bạn trẻ, những bạn trẻ mà rất là như kiểu bây giờ là, như kiểu tôi hay nói vui mồm là tôi vẫn nghĩ các em 2K vẫn còn nằm trong nôi ấy. Đấy, nhưng mà thực ra bây giờ các bạn 2K đã lớn hết rồi, 21 tuổi rồi, người ta gọi là có khi người ta đi làm được khoảng 2 3 năm, có kinh nghiệm đầy mình rồi cũng nên. Đấy. Đấy thì lúc đấy là cái độ tuổi, cái tầm khoảng 2K nó không còn là gọi là quá là cách biệt nữa đâu mọi người. Chú Ngân Nga tiến vào màn đêm à? Ừ đúng vậy, dạo này tôi nghiện bài đấy quá. Hey. Nhưng mà tôi không biết hát mọi người ơi, tôi không biết hát oe oe. Liệu tôi có nên rủ một ai đó để cùng đua cái bài tiến vào màn đêm không nhỉ? Kiểu chúng ta sẽ cùng tiến vào màn đêm với nhau á.
Đấy, tôi có thể đảm nhận phần hình vẽ đấy, xong rồi hai đứa sẽ kiểu cùng hát với nhau ấy, xong rồi kiểu chia like cho nhau để cùng hát ấy. Đấy, xong rồi tôi sẽ đảm nhận phần hình vẽ, xong rồi còn người kia thì kiểu sẽ hỗ trợ tôi trong phần hát chẳng hạn. Uầy, tuyệt vời, ông mặt trời. Uầy, cái gì vậy? Từ từ khoan đã, đợi chú tí. Cái gì 2K8, 2K9 à? Chà. Thế thì nếu như mà các cháu thấy chú chửi bậy thì cứ auto censor đi nhá. Auto censor đi. Để cháu mà đấy là bài gì thôi, để cháu gì bài đây là bài Yoruni Kaeru nha. Giờ này ai chả chửi bậy, nhưng mà không chửi thì cũng vẫn được chứ mọi người. Nói chung là mình nên hạn chế thôi. Tôi nói chung là tôi chỉ chửi khi mà tôi chơi điện tử thôi, tức là kiểu khi mà tôi gọi là hơi căng thẳng một tí khi chơi điện tử nha. Và đôi khi lúc mà tôi chửi thì tôi cảm thấy là tôi sẽ đỏ hơn nên là tôi chửi. Ở lúc vui quá thì cũng chửi. Giờ cấp 2 tư tưởng với cách nghĩ nó cũng chín chắn và trưởng thành hơn so với cấp 3 hồi xưa rồi chứ. Cái đấy thì tôi nghĩ là tùy từng người thôi đấy. Đấy, mỗi người sẽ có một cách gọi là hiểu và trải nghiệm khác nhau ấy. Chứ gọi là trưởng thành hơn thì cũng không hẳn, tôi không nghĩ như thế. Hi Chu, cháu vừa ôn thi xong có bỏ qua gì không à? Không, đây là tôi chỉ ngồi vẽ thôi. Nóng thế nhở? Nóng quá ta. Thèm chơi điện tử quá mọi người. À, thực ra là hôm nay tôi ngủ hơi ít một tí. Tôi nghĩ là có khi sau khi stream xong tôi sẽ đi tắm một phát. À đâu, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa đã. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, sau đó tôi đi tắm một phát. Mà tắm xong thì đầu lại ướt rồi, nên là cũng không ngủ được. Chắc phải rủ ai đó chơi điện tử cùng. Để tí rủ xem Lê không rảnh không. Công nhận mua đồ mới của Ghi Nông Sinh à? Trông cute vậy à?
Chơi game cùng mình không Sukai? Ó, Hikaru chơi game gì? Đừng chơi mấy game tiền đình nha bạn ơi, tại vì mình tiền đình yếu lắm. Ở riêng không có ai nấu ăn nữa, sau học buồn quá. Thì nói chung là ở riêng thì mình phải tự làm nhiều thứ mà. Cái nhà nhà tôi nuôi con lu ấy nên là nó nghịch lắm à. Tôi phải dọn dẹp thường xuyên, nếu không thì cái nhà nó sẽ thành cái chuồng heo mất. Ok, Hikaru, say something bro. Chơi game gì? Chơi game gì đó? Chú chơi CSGO là chú nằm luôn. Mọi người ơi, không phải chỉ CSGO thôi đâu, dù chơi Valorant tôi cũng nằm luôn. Chơi gì là tôi cũng nằm, mấy cái game bắn súng là tôi nằm hết. Đấy, dù chơi là tôi nằm. Vào mấy game đấy tôi đúng kiểu chỉ có gọi là đấy, mọi người thích, mọi người dạy tôi chơi thì tôi có khi là tôi biết, chứ không thì tôi chịu. Chả biết chơi gì, chơi xếp hình không, Terry thấy vui mà. Terry à? Terry là, à, Terry là cái trò xếp hình hình khối đấy á. Nhưng mà cái trò đấy phải nhanh tay nhanh não lắm bạn. Ui, trò đấy nhanh tay nhanh não lắm. Mình từng thấy Miu với bạn kêu say chơi rồi mọi người. Mình từng thấy chơi rồi. Uầy, nó đúng kiểu là nó các bạn chơi đỉnh vãi, kiểu nó kéo xuống xong rồi chỉnh chỉnh cứ chỉnh chỉnh các thứ xong rồi hoàn mỹ 100%. Tôi kiểu hỏi chấm, tay tôi chậm lắm. Có những cái não tôi xử lý được nhưng mà tay tôi không xử lý được nha mọi người, tại vì tôi đã già rồi. Chơi Apex không chú? Thôi Apex thì thôi, đừng đừng. Cái game Apex phải phải bay nhảy nhiều lắm, nó đã quay tôi đã tiền đình yếu rồi mà bây giờ nó còn quay quay quay, quay nữa là chắc là tôi huệ ra bàn phím luôn quá à. Game gì có thể thử nhưng mà Apex thì thôi. Valorant thì có thể ok ấy nhưng mà Apex thôi. Apex nó phải chạy nhảy nhiều quá. Valorant thì ngày xưa tôi có chơi đột kích nên là tôi kiểu tôi thấy nó cũng dễ gần. Với lại anh chủ nợ có chơi mọi người, anh chủ nợ của tôi có chơi Valorant nên là tôi có nick. Đấy, nếu như mà ai chủ chơi là tôi có thể lao vào luôn. Ông ấy gọi là ông ấy cũng mua súng kha khá, trông khá là xinh. Tay chú cầm quạt gaming có khi gì không nổi. Cái chuột mà tôi đang dùng là chuột gaming mà mọi người. Ủa thế mọi người nghĩ tôi dùng chuột gì? Trông như vậy thôi nhưng mà ngày xưa tôi cũng từng có một thời chinh chiến nơi xa trường đấy mọi người. Cũng có những lúc mà tôi rất là ghê đó, hu. Tôi đã từng chơi với các idol ở bên game Liên Minh Huyền Thoại. Đấy, từng support đến tận chân răng cho các AD xịn sò. Chơi Final Fantasy 14. À, game đấy mình có nghe qua rồi. Mình có nghe qua, thấy cái đồ họa cũng đẹp. Mà sợ không có thời gian chơi ấy, dù. Sợ không có thời gian chơi thôi. Bây giờ mình chỉ chơi mấy cái game e-sport các thứ, tại vì nó không cần quá nhiều thời gian ấy, kiểu lâu lâu mình rảnh mình vào chơi cũng được, mình không bị out đồ hay là out gì. Chơi mấy game cày như thế ấy lắm. Yumi chắc luôn. Không mà cái đợt mà tôi chơi làm lồn gì đã có Yumi. Đợt mà tôi chơi với bọn nó làm gì đã có Yumi.
Thực ra đột kích cái đợt mà tôi chơi là tôi cái ký ức nhớ mà tôi nhớ rõ nhất ấy là tôi nhịn ăn sáng để tôi mua cái con râu, con râu đúng không nhỉ? Cái con đấy là cái con nữ đấy, cái con nữ ở trong cái game đột kích ấy. Thì đợt đấy VTC có ra cái con đấy, thế là tôi kiểu nhịn ăn sáng không rồi cái con râu ra một cái là tôi mua thẻ nạp luôn, là tôi mua con đấy luôn. Chà, đúng là một thời trẻ trâu quá khác. Cũng không cày nhiều lắm nhưng mà hiểu mà thương lắm. Gino anh biết rồi. Anh biết mà. Ok em ơi, anh biết. Thích. Cái đấy để sau nha em, tại vì anh còn kéo, anh còn fix cái phần đằng sau nữa, anh vẫn chưa fix xong đâu. Cái này nó chưa phải là final form của cái bức tranh này đâu nha mọi người, là mình còn fix nữa. Từ giờ cho đến lúc mà khi mà cái hình ảnh này được lên sóng ấy, đấy thì các bạn sẽ thấy nó còn thay đổi rất là nhiều nữa. Đấy. Thế này chưa phải final form đâu. Biết đâu mấy nữa các bạn lại thấy nó khác con mẹ nó hết hoàn toàn thì sao? Em sợ anh già rồi quên nên cũng cứ phải nhắc. Ừ thôi em không sao, nhắc cũng được, nhắc cũng được. Nhắc lại cho anh nhớ hơn. Thích. Đúng thật là mình già rồi mọi người. Não mình nó hoạt động nó hơi ấy một tí. Mất ngủ quá, hôm nay mình ngủ được có 6 tiếng thôi à. Mình kiểu mình bị mình dễ bị căng thẳng khi mà kiểu chưa hoàn thành xong việc mà mình phải đi ngủ ấy, bởi vì mình đã quá mệt rồi ấy. Nên là những lúc đấy mình sẽ kiểu vẽ giải trí. Vẽ giải trí là vẽ một cách ngu địt, không tư duy gì nhiều. Chắc là tí nữa mình phải chơi game thật mệt, xong rồi mình sẽ đi ngủ. Thế mới ngủ ngon được. Hello Hân nha. Final form. Đúng rồi, ý là sau khi mà cái bức tranh này nó hoàn thiện ấy, như là bây giờ mình đang render đến tầm này là mình chưa render hết tay đâu mọi người. Mình chưa render hết tay. Kể cả cái Sick Fan Art Challenge kia cũng vẫn là sketch color của mình thôi, chưa phải là full illude của mình đâu. Cái full illude của mình sẽ phải có ánh sáng với cả mình phải đẩy thêm BG, phải đẩy sáng nhiều lắm. Mình thích trong tranh phải có nhiều ánh sáng cơ. Đây là mình mới chỉ đang bay thôi. Nên là bây giờ nhìn nó vẫn kiểu nó bị thiếu sáng ấy, nó bị thiếu ánh sáng, sáng chói này, các loại bóng biếc các thứ. Đấy. Và mình sẽ thêm dần và đến đoạn cuối mình sẽ bắt đầu thêm. Hello Zep nha. Tóc mọc chưa Zep? Tóc đã mọc hết lên chưa? Đã tự tin khoe cá tính chưa Zep? Ôi mùa đông này tóc mọc nhanh lắm. Sao tự nhiên mà chính xác item mới. Mọi người cứ chờ xem. Không nói trước được gì nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Tại nếu như mà tôi vẽ tranh mà bị xấu là tôi sẽ bị rất là khó chịu nên tôi phải chai hạt cực đã và chú vẽ Gin đẹp trai vậy chứ. Gin trông đẹp trai mà, trông phải có một tí aura tổng tài bá đạo ở đây nha mọi người. Trông tổng tài vậy chưa?
Bèo gin này là gin gọi là thức tỉnh ấy. Mọi người đã xem tia giờ của em tôi chưa? Quả tia giờ trông chiến á. Đấy, bây giờ tôi sẽ gọi là tạo một tí hiệu ứng cho con ma hiểu không? Tạo một tí hiệu ứng gọi là gẩy gẩy như kiểu là à con ma này nó có sếp này này, nó có sếp A, sếp B, sếp C này. Người mò tự làm ỏ trông xinh mà em. Con đã vờ lên tìm kiếm kia nó đội mũ cối à chú? Đúng rồi cháu yêu, mũ cối đấy. Cái mũ cối tôi mới bay thôi, chưa tô gì cả đâu. Tôi muốn làm cho nó có hiệu ứng hơi trong suốt một tí, nhưng mà tại vì cái con đấy nó Gin ơi, cái con này của em là nó có trong suốt không vậy? Cái hình anh xem anh thấy nó một cục màu tím hoàn toàn à. Nó có trong suốt một tí không? Thôi không trong suốt cũng được. Thôi không trong suốt cũng được. Thầy cháu toàn đội mũ cối thay mũ bảo hiểm á. Thực ra cái mũ bảo hiểm là để nó cố định vào để nó bảo vệ, mà cái mũ cối nó không cố định được. Nó tím xanh và nó như ma chơi à? Ok. Tím xanh à? Ok em ơi. Màu này có xinh không nhỉ? Không, này hơi tối. Đẩy nó sáng một tí nữa. Mùa này. Không, mùa này trông cũng vẫn tối. Ừ, mùa này xinh. Ok. Ôi lại sắp thi học kỳ à. Thì đi học thì chỉ có thi thố các thứ thôi chứ còn gì nữa. Thôi cố lên cháu. Tầm này chỉ có để chúc các cháu là cố gắng lên thôi. Hôm trước tôi cũng định làm thử content là xem gọi là đề thi năm nay như thế nào. Nhưng mà thú thật là tôi xem tôi chả hiểu một cái mẹ gì luôn. Tôi không hiểu là vì sao hồi đấy tôi có thể học được. Đúng kiểu là tôi không hiểu gì trông nó lạ vậy này. Không liên quan lắm nhưng năm nay 2K7 thiệt thòi chú nhỉ. Ủa 2K7 làm sao cơ? 2K7 có gì à? Có vụ gì à? Giải thích hộ cái. À cuối cấp mà dịch ngập mặt. Ôi nói chung là cái số nó vậy. Tuần này cảm giác như là nó đang không được à? Hài hòa lắm.
trời ơi, không có lễ tốt nghiệp luôn, hết thương các cháu. Thôi dịch Covid mà. Thi lên cấp 3 thì quan trọng hơn 8. Ờ, cái lúc mà cái khâu chọn trường cấp 3 tôi thấy là một cái khâu khá là quan trọng ấy. Kiểu tôi có rất là nhiều đứa bạn học rất là giỏi, nó học giỏi thực sự luôn, nhưng mà đến cái lúc mà nó đi thi ấy, nó lại không thi được, kiểu học tài thi phận ấy, xong rồi nó lại trượt. Và cái đứa đấy nó học giỏi lắm, học giỏi lại còn tốt bụng nữa chứ, bọn tôi mà hỏi bài nó là nó sẵn sàng nó chỉ luôn. Rồi thôi đừng cãi nhau, thi thố thì lúc nào mà nó chẳng quan trọng. Ơ 5:29 rồi này mọi người. Uầy, tôi đã like được 3 tiếng rồi à. Đủ chỉ tiêu rồi, đi nghỉ thôi. Đủ chỉ tiêu rồi mọi người. Lốc cái này lại tí fix tí. Tôi vẩy nốt vài đường nữa rồi tôi phải đi tắm. Chúc chú vui vẻ. Ơ chú vẫn luôn vui vẻ mà. Chạy deadline là nói chung là công việc của mình mà, phải vui vẻ thôi. Với lại thực ra tôi được vẽ, tôi được vẽ là tôi đã thấy vui rồi mọi người ạ. Tôi được vẽ là tôi thấy vui rồi. Khách của tôi lại còn đáng yêu nữa chứ, chả có gì mà không vui cả. Tôi bảo là tôi đang bị mất ngủ thôi. Tôi cái giấc ngủ của tôi nó đang không được, nó đã không được hợp lý lắm. Và tôi mà không ngủ được thì tôi cũng không ăn được luôn. Cáu thật. Vì không muốn bạn nên không gọi bằng cô à? Ok. Ok nha. Được đấy, cháu đã lớn rồi đấy. Lớn rồi đấy Huy. Kiểu kênh mình là nhiều lúc là cứ phải bong vài lần thì các cháu mới nhớ.
chứ toàn sống ngoài đêm. Thì cuộc sống của artist mà các bạn, sống về đêm mà. À, hôm nay chắc là tôi sẽ cố gắng là tôi đi ngủ sớm à. Đang định bảo cố gắng đi ngủ sớm thì nhớ ra là vẫn còn việc phải làm. Đã bảo gọi chú thì gọi chú đi, đừng có để phải nóng máu nha, nóng máu là lại rách việc. Cái gì nhỉ, tôi chiều các em quá nên bây giờ các em hư đúng không? Đấy, nhập vai tổng tài liền. Em vẫn đang ngồi đây, cần kêu em ban. Thôi em ơi đừng như thế, anh thích được ban lắm, để cho anh ban. Cuộc sống mà em, đôi khi nó phải có một chút thi vị, như kiểu lâu lâu có mấy cháu vào hư ấy, xong rồi anh sẽ được kiểu à. Thôi em cứ để anh. Đấy là lý do vì sao mọi người thấy dạo này không không, không thấy cảnh sát đâu, là tại vì tôi đã giác ngộ được cảm giác khi 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 ban người vui như nào, nên là tôi em cứ để đấy anh, để anh nằm nghỉ đi, còn lại để anh. Tình chú nóng như kem. Thì tôi mà nóng tính á, chú Sky cần. À đù, tôi bảo là tôi vẽ một tí thôi mà tôi lại quen tay, tôi lại muốn vẽ nốt. À cái này mình đang lóc nó vào sao? Cháu lưu tiếng cười của chú làm chung võng thức. Ở khi các cháu phải lưu rồi tôi, chứ tôi mà để bảo tôi là thu âm thì tôi có thấy ngại sao á, tôi bị ngại khi thu âm lắm. Ê, tôi đẩy thêm cho cái con Spirit của Gin tối tối một tí mà tôi đã thấy trông nó chiến hơn. Có nên đẩy tối nó không nhỉ, hay là để lát nữa đẩy một thể. Thôi đẩy trước cũng được. Nay vào trễ quá không kịp zít zít vài điếu cày. À đấy, thôi giờ cũng muộn rồi, chắc là tôi nghỉ stream đây. Tôi sẽ cho mọi người điếu cày nhá, tại vì hôm nay là chúng mình đâu có điếu cày đâu. Hôm nay là chúng mình không có điếu cày đầu buổi stream á. Your ass up. Dead. Đấy. Đây, để tôi cho mọi người điếu cày. Điếu cày cuối buổi nha mọi người, 5 rưỡi rồi.
Bye bye mọi người, làm miếng điếu cày đi đã rồi hẵng đi. Đấy, tình cảm chú cháu liền. Đây mọi người làm miếng đi. Nhìn phía chân trời chú ngoảnh mặt lại, ánh mắt sâu thẳm. Là mày điếu không? Rít liền, rít rít liền. Cháu uống Mimlo à? Ok Mimlo à. Uống đi, ngại gì. Ok ok. Đấy. Thế thôi nha, chắc là tôi nghỉ đây mọi người. Nghỉ thôi, nghỉ thôi. Để tôi nghỉ, tôi đi tắm rửa dọn dẹp nhà cửa phát. Hôm nay cháu nợ một điều nha. Ok. Mai bù nha. À đâu, mai tôi có bận gì không nhỉ? Để tôi xem lịch đã, nếu như mà được thì có khi là mai tôi lại sờ chim ngồi vẽ tiếp. Vâng, chú hiểu là cháu mệt xin gỡ ban rồi. Ôi, tôi đã ban ai đâu. Ơ kìa, oan thế nhở. Đã ban ai đâu, hư thì tôi mới ban chứ. À đâu, hư thì chắc là tôi chỉ mút khoảng 300 giây chứ tôi cũng chả ban ai. Tôi cũng gỡ cho nhiều người rồi. Ờ, thế nhá, bye bye mọi người. Hai hôm kia chú không giới chim và cháu nghĩ cháu đã qua năm ngày. Ok, chú hiểu mà. Sẽ cố gắng comeback sớm với các cháu yêu nhá. Bye bye. Bye mọi người.